Alo, alo, xin chào các bạn. Bạn thấy slide ạ? Alo. Bạn thấy slide chưa? Rồi à. Ok. Thì hôm nay mình sẽ học tiếp ha. Thì trước khi học mình thầy sẽ review lại ngắn gọn thôi cái phần mà video thầy gửi các bạn. Thì chúng ta thấy là trong deep learning xử lý hình ảnh đó, thì nếu mà chúng ta tự build một những cái mô hình mà chúng ta tự thiết lập những cái bước như là convolution hay là booling thì sẽ gặp rất nhiều khó khăn, bởi vì mỗi bài toán nó sẽ có mỗi cách xử lý khác nhau và một cách thiết lập khác nhau, và chúng ta cũng không biết thiết lập sao cho đúng, cần bao nhiêu layer, cần bao nhiêu tầng, bao nhiêu lớp, và mỗi tầng mỗi lớp thì chiếc đặc trưng kích thước bao nhiêu, chúng ta lại loay hoay. Thì chúng ta rất là may mắn là các nhà nghiên cứu họ đã build sẵn một số cái framework, một số cái cách thức để xử lý hình ảnh khác nhau. Và bây giờ câu chuyện của chúng ta sẽ chọn cái nào phù hợp nhất cho bài toán ra thôi, chứ chúng ta không phải ngồi build lại ha. Thì đó chính là cái lợi ích của cái việc mà conventional convolution network này ha. Đây là những cái mà trong các công ty hay là các dự án họ dùng rất là nhiều ha. Đặc biệt là VG và ResNet, có một số nơi họ dùng Inception ha. Đó là những cái feature extraction, chính xác hơn đây là những cái layer giúp cho chúng ta chiết đặc trưng từ hình ảnh tốt ha. Hiện giờ khá là tốt, đang dùng khá là tốt. Ngoài ra nếu chúng ta muốn triển khai trên điện thoại nó có mobile ha, chúng ta muốn những cái mạng phức tạp hơn, giải bài toán phức tạp hơn, ta có thể dùng DenseNet ha. Đó. Thì trong cái video thì thầy có nói về cái thư mục InMainNet, cái thư viện InMainNet. Đây là cái thư viện ảnh chứa rất nhiều ảnh ha, và rất nhiều object đánh nhãn luôn, đánh nhãn sẵn luôn, và nó là một thư viện dành cho các cuộc thi, có nghĩa là tất cả những researcher hay những lab sẽ tham gia vào để đạt độ chính xác cao nhất ha. Thì đây giống như là một cái thử nghiệm, một cái cơ sở để tất cả các nhóm thi với nhau. Và từ cái việc mà sự ra đời của nó, các nhóm thi với nhau đó, thì chúng ta thấy rất nhiều nhóm đã chiến thắng ở những năm, và dẫn đến là và bây giờ chúng ta đã có những cái để chúng ta dùng, đúng không? Có những cái để chúng ta dùng à, có rất nhiều cái để dùng. Như vậy điều đó có nghĩa là đây giống như là một cái sân chơi mà lúc đầu thì mọi người chỉ tham gia với dạng researcher thôi, nhưng sau này nó trở thành những cái framework thương mại hóa và được dùng rất là nhiều ha. Bây giờ bạn thấy là Zalo hay là VinAI ha, họ public những cái dataset để tạo ra những cuộc chơi, và những cuộc chơi đó thì lúc đầu họ tham gia dưới dạng là lấy thưởng thôi, nhưng mà khi mà họ có mô hình tốt đó, thì nó sẽ trở thành những mô hình mang tính thương mại hóa rất là cao ha. Thì đó là cái cách tiếp cận của xử lý hình ảnh, deep learning hình ảnh trong xử lý hình ảnh. Thì cái mạng LNN 5 là cái mạng sơ khởi đầu tiên ha. Đây là định nghĩa của nó, định nghĩa của nó thì thầy có giải thích trong video rồi ha. Định nghĩa của nó thì nó có bằng này tầng, bằng này lớp, nó có một convolution, một booling, một convolution, một booling, một convolution, sau đó đến fully connect. Thì convolution bạn biết làm gì rồi, để có thể là tạo những cái feature map, đúng không? Booling là để giảm chiều, và convolution để tạo ra feature map thêm. Nó tạo thêm feature map ở chiều sâu nha các bạn, ở mức depth nha, ở mức depth. Đó, ví dụ depth của nó tăng lên là 16 nè, thấy không? Đây là 6, nó tăng lên 16 depth nè. Nhưng mà booling thì nó sẽ giảm ở mức gì các bạn? Ở mức size, đúng không? Size của mỗi feature map. Booling là giảm size, nhưng mà convolution thì tăng depth ha. Thì mục tiêu của nó là tăng depth và giảm size để cuối cùng nó hình thành một vector. Thì cái vector này gọi là vector đặc trưng, hay gọi là vector được trích xuất từ bức ảnh, đúng không? Thì từ cái vector này thì họ chỉ cần bỏ qua một cái mạng neuron thôi là họ đã giải quyết bài toán. À, đó thì chúng ta thấy là cái mô hình lên nét ra đời để chuyên để nhận diện số. Thì nếu các bạn muốn nhận diện những con số dạng kiểu như vậy, từ 0 đến 9 ha, từ 0 đến 9, thì bạn dùng lên nét ha. Lên nét dùng không không nên dùng to to búa lớn ha, mình dùng những cái đơn giản nhất, tại vì những cái đơn giản nhất kiểu như vậy nó sẽ chạy nhanh nhất, performance sẽ chạy nhanh nhất, đúng không? Còn nếu mà dùng data búa lớn thì có thể độ chính xác nó cao hơn một chút, nhưng mà cuối cùng thì performance lại chậm. Như vậy cái câu chuyện ở đây là chúng ta phải biết lựa chọn mô hình nào cho bài toán nào và performance như thế nào là đáp ứng được yêu cầu của chúng ta, satisfy ha.
bạn không thể nào dùng cái mô hình rất là phức tạp để nhận diện những con số này. Tại vì dùng như vậy thì nó rất là lâu, thật tham. Chúng ta dùng những mô hình này thôi. Để chúng ta cần cần nên biết những mô hình mặc dù nó sơ khởi nhưng mà nó rất là nhẹ nhàng. Nó giống như là Lightweight, người ta gọi là Lightweight Model để giải quyết những bài toán. Như vậy từ 0 đến 9 có thể dùng lên nét. Đừng nghĩ gì xa xôi ha, lên nét được nhận diện ký tự số thì vậy được rồi. Đúng không? Simple nhưng mà lại rất hiệu quả đúng không? Rồi chúng ta thấy lên nét ha, thì lên nét thì nó nhận diện, nó nhiệm vụ của nó sẽ cố gắng chích tạo những cái plane, những cái mặt phẳng và feature map, và nó tăng chiều sâu lên. Còn cái booling thì nhiệm vụ là giảm cái size xuống ha, giảm cái size feature map xuống để tăng chiều sâu lên, và cuối cùng là nó flatten, nó trải ra một vector, và cái vector này sẽ phải đi qua một cái neural network để nó hiểu cái vector này là cái gì ha. Cái bước mà convolution này là để tạo ra được một cái feature, còn cái bước mà neural network này để hiểu cái feature và để phân loại luôn ha. Phân loại là chữ gì luôn đó. Thì chúng ta có hai bước cụ thể, thì cái bước trên người ta gọi là bước feature detection, còn bước dưới là bước inference ha. Inference cái bước trên người ta cũng có thể gọi là backbone, backbone của nhà xương sống ha. Trục chính, cái backbone này chúng ta có thể thay đổi liên tục ha, có thể thay đổi bằng phương pháp này phương pháp kia, nhưng cái cuối cùng cái inference vẫn là như nhau ha. Đó thì cái chúng ta dùng lên nét là chúng ta nhận diện được ABCD rồi 1 2 3 4 rồi ha, đúng không? Không 1 2 3 4 rồi. Nó simple, nó cũng người ta đã chứng minh là nó cũng khá hiệu quả ha, nó nhận diện những chữ số này. Thì có một cái mạng tiếp theo là mạng AlexNet, cũng như vậy. AlexNet thì nó complex hơn một chút ha. Ở đây các bạn để ý là nó convolution booling, sau đó là convolution liên tục ha. Sau đó mới booling. Cái câu chuyện này là cái câu chuyện người ta đã nghiên cứu. Người ta đã nghiên cứu là với cách làm như vậy thì nhận diện ký tự nó tốt hơn. Mình đừng có thắc mắc tại sao chỗ này convolution 3 lần mà không có chain booling ở giữa. Bởi vì người ta nghiên cứu là chỗ này convolution 3 lần đó, thì nó sẽ capture được cái feature của chữ tốt hơn. Chỗ này mới là capture những cái góc cạnh thông thường thôi, nhưng mà nguyên riêng cái đặc trưng là convolution 3 lần này nè. Nó giúp cho mình hiểu được cái character tốt hơn. Thì mình convolution 3 lần sau đó mình mới booling thì mình mới có kết quả cuối cùng. Như vậy convolution xem là sao, là nó sẽ convolution lần nữa và kết quả ra kích thước giống y hệt cái trước, convolution nữa kích thước giống y hệt trước. Như vậy là convolution mà kích thước giống như trước thì giống như nó sắp xếp lại đặc trưng đó. Nó sẽ sắp xếp lại tất cả đặc trưng trong cái độ sâu này thành một cái phân bố đặc trưng mới trên độ sâu này. Y hệt như vậy, nó chỉ sắp xếp lại đặc trưng thôi. Và khi nó sắp xếp đặc trưng lại 3 lần thì đặc trưng sẽ well understand hơn, và từ đó cái fully connect thực hiện tốt hơn. Thì cái ông Alex Richter Sky nè, ông này nè, ông này là ông đã thử nghiệm rất là nhiều và ông nhận ra đây là một cái đặc, đây là một cái tiêu chí rất là hay để nhận biết ký tự ha. Nó là đưa ba cái convolution liên tục nhưng mà phải đảm bảo là xem, có nghĩa là giữ lại kích thước, giữ lại đúng cái độ sâu ha. Thì chỗ này nó sẽ understand hơn ha. Thì bạn có thể test bằng cách là bạn có thể xây cái mạng giống như hình như ổng, nhưng mà bạn không dùng ba cái này đi. Từ đây bạn nhảy cho thẳng qua đây coi, bạn thấy là hiệu quả nó không bằng ổng như build bar này, đúng không? Như vậy rõ ràng là cái chuyện mà người ta research với người ta đề xuất một cái mô hình mà người ta chứng minh là nó tốt, nó từ sau này nó trở thành thương mại hóa rất là good ha. Như vậy AlexNet là cũng là một cái tiêu chí tiếp bạn nhận diện ký tự ha, ABCD AEF gì đó, đúng không? Đây là cái mạng AlexNet ha. Bạn thấy là feature map độ sâu của nó tăng dần đúng không? Riêng cái hai convolution này bạn thấy là đều là độ sâu 384 384 hết, có nghĩa là nó giữ nguyên độ sâu, nó giữ nguyên kích thước, chỉ là nó sắp xếp lại đặc trưng thôi, sắp xếp lại đặc trưng. Tại convolution này nó sắp xếp lại đặc trưng ha. Còn tại sao convolution mà qua bước tiếp theo nó vẫn giữ nguyên kích thước thì bạn coi là bài trước ha. Bởi vì trong cái convolution chúng ta có rất nhiều tham số để chúng ta có thể chỉnh cái output đúng không? Chúng ta có striding, có bedding đúng không? Striding, bedding và có size, có feature size nữa. Filter size nữa ha. Thì ba cái tham số đủ để chúng ta make sure rằng cái depth nó không thay đổi và cái size không thay đổi. Chúng ta hoàn toàn là sẽ up được ha. Chúng ta muốn depth tăng lên hay là depth giảm xuống hay là làm nào nó đều làm được hết. Và chúng ta có tất cả là ba yếu tố là striding, bedding và filter size đúng không? Để chúng ta biết được là muốn cái kết quả output là bao nhiêu ha. Và ông đã define cho chúng ta một cái mạng như vậy ha. Như vậy sau này chúng ta chỉ cần mang AlexNet về, chúng ta run, chúng ta train những cái dữ liệu ví dụ như là chữ tiếng Việt đi, thay vì chữ tiếng Anh thì chữ tiếng Việt coi, chúng ta thấy là hiệu quả nó cũng không không kém ha, tại vì nó chuyên để nhận diện ký tự mà ha. Đó, thì chúng ta thấy là kết quả
Howard thì chúng ta sẽ nghĩ. Và đặc biệt là bên AlexNet thì ổng dùng ReLU ha, hàm ReLU. Thì những cái hàm này chúng ta sẽ có một cái chương là optimization mà sẽ hiểu những cái hàm này hàm như thế nào. Rồi tiếp theo là cái mạng VG. Cái mạng VG là cái mạng rất nổi tiếng ngày nay ha, và hiện giờ trong các công ty họ cũng đang dùng VG. Bởi vì VG nó có một cái thế mạnh rất là hay là nó có thể detect những cái object mà nằm trong những bối cảnh complex. Tức là bối cảnh bạn có complex cỡ nào thì VG nó đều nhìn ra được object có gì đặc trưng trong cái bối cảnh đó. Ha, ví dụ bức ảnh của bạn có cái xe chút xíu thôi ha, không có to lắm ha, nó bị cây, bị cối, bị mọi thứ chen lẫn, thì VG là một cái cách thức để nó nhìn ra được cái object, cái đặc trưng của object trên cái bối cảnh complex đó ha. Thì những bức ảnh mà bạn thấy là bối cảnh nó complex thì bạn có thể nghĩ đến ngay là dùng VG để chỉ đặc trưng thì nó sẽ good hơn trong tình huống đó ha. Đó thì như vậy là số tham số mà cần phải tối ưu hóa cho cái mạng neuron của VG nó tới 138 triệu tham số, có nghĩa là nó đủ nhiều để nó hiểu được, để nó hiểu được, nó căn chỉnh các tham số này để nó hiểu được đặc trưng của cái xe trong cái bối cảnh này là như thế nào ha. Thì hoạt động của mạng VG được cái nó rất là nó rất là tốt trong cái việc mà in re depth để capture information. Thì bạn thấy là cái quy trình của nó đi như vậy. Đầu tiên là ảnh đầu vào buộc phải là 24 24. Một trong những cái bất lợi của deep learning đó là cái ảnh đầu vào bạn phải tuân theo một cái mô hình mạng nào đó. Ví dụ như VG thì ảnh đầu vào buộc phải 224 224 224 ha. Như vậy là mình phải có một cái bước gọi là scale hay cái gì đó, hay là crop ảnh gì đó để chúng ta có kích thước như vậy trước khi chúng ta đưa vào cái mạng VG. Đó là một cái requirement input ha, requirement input, đúng không? Thì đi qua này chúng ta sẽ thấy là 224 nó xuống còn 112, nó xuống còn là 5656, nhưng mà mặc dù cái size của ảnh nó giảm á, size của feature map nó giảm, nhưng mà bạn thấy thông tin bây giờ nó được dàn trải ra. Đầu tiên nằm ở 3 cân, sau đó dàn trải là 64, độ sâu là 64, sau đó được dàn trải độ sâu 128, sau đó dàn trải độ sâu 256. Các bạn hình dung giống như thông tin feature của nó đổ về theo độ sâu. À, thông tin feature nó sẽ đẩy theo độ sâu, còn cái thông tin mà size của nó sẽ được giảm nữa, à, tại vì thông tin chính của nó đẩy theo độ sâu thì thông tin size nó giảm nữa là ok. À, thì bạn thấy là thông tin size nó giảm nữa, à, thông tin chính nó đẩy vào độ sâu, thì độ sâu nhất của nó ở đây là 52, đúng không? Thì VG nó sẽ hướng đến độ sâu 52, đó, và nó tại 52 nó tiếp tục nó giảm chiều tiếp 52 52. Và khi mà đến 77 52 á, có nghĩa là toàn bộ cái feature của cái object nó được đẩy hết về độ sâu 52. Lúc qua mỗi cái một cái feature map nó chỉ còn 7 x 7 thôi, nó chứa một cái thông tin nào đó thôi, tức là một feature map của nó chỉ chứa thông tin đủ nhỏ thôi, 77, nhưng mà tất cả thông tin đều dàn trải 52. Thì khi đó nó flatten lần nữa, nó sẽ đưa thành một cái nó thành một cái vector. Bây giờ chúng ta sẽ là vector 1 × 1 × 4 0 9 6, đúng không? 4 0 9 6. Và sau đó nó đi qua một cái mạng neuron ha, neuron để nó ra 1000 này là gì các bạn? 1000 này chính là 1000 object của cái tập in mainnet á, cái dataset in mainnet. In mainnet chúng ta có 1000 object á, thì cái VG này nó tham gia cuộc thi, mà nó tham gia cuộc thi thì nó phải build một cái mạng sau đó để nhận diện ra được 1000 object trong cái cuộc thi đó. À, tuy nhiên nếu chúng ta dùng VG để giải bài toán nhận diện 5 object đi, thì chỗ này chúng ta đổi thành 1 × 1 × 5. À, chúng ta đổi lại cái số lượng, à, chúng ta mang nó về, chúng ta tiếp tục training. Các bạn lưu ý là trong deep learning chúng ta có khái niệm là training tiếp theo, có nghĩa là chúng ta mang cái mô hình này về, chúng ta áp bức ảnh vô và chúng ta đổi cái output size này, à, để chúng ta train cái mô hình ta, thì nó vẫn work bình thường ha, nó vẫn take được image chúng ta, nó vẫn chích được đặc trưng và nó cố gắng nó inference ra được là 5 object trên cái đặc trưng này, đúng không? Thay vì 1000 thì chúng ta đổi số 1000 thành 5 thôi ha. Hoặc chúng ta có thể đổi một chút trong đây, trong mạng neuron đây, nhưng mà thường người ta chỉ cần đổi cái output thôi, tại vì người ta đã tin tưởng cái mạng VG là nó có khả năng capture được object trong một cái complex background, đúng không ha. Đó thì bạn đây là cái mạng của nó ha, đây cái mạng của nó. Thì bản thân thằng VG nó cũng có nhiều phiên bản, nó có VG là 11 way layer, nó có VG là 13 way layer, có VG là 16 19, tức là người ta viết tắt là VG 16 hoặc VG 19. Thì VG 16 khác VG 19 như thế nào? Thì VG 16 nó có 16 layer, còn VG 19 19 layer. À, vậy là trong trường hợp mà chúng ta có một cái bức ảnh mà nó quá complex đi thì chúng ta nên dùng VG 19.
tại vì cái số layer nó sẽ nhiều hơn, và từ đó nó sẽ tìm cách nó phân rã thông tin ra nhỏ hơn, chi tiết hơn để nó hiểu được bức ảnh hơn ha. Thì đối với trường hợp mà bức ảnh mà nó complex là phải dùng V19, nhưng đối với ảnh mà cơ bản bình thường á thì chúng ta dùng V16. Thường thầy chỉ lựa chọn một trong hai cái này thôi, thầy ít khi nào lựa chọn 11 hay 13 lắm, bởi vì nó quá ít thông tin để có thể hiểu được cái đặc trưng sau khi phân tách ra. Thì như vậy là 16 layer thì các bạn thấy là gì, đầu tiên là 64, sau đó 128, cuối cùng mục tiêu của nó cũng hướng về 512. Nhưng mà VG19 nó khác 16 thế nào là nó có một loạt các bước convolution 512 đây để nó sắp xếp lại thông tin cho chính xác ha. Đó, sắp xếp lại thông tin nó có tới tất cả là bốn bước. Và bạn để ý là convolution 3 nó VG này nó hướng về convolution 3, bởi vì nó nghĩ là cái size của cái filter là 3 là đủ, tức là cái một cái cửa sổ là 3 nhân 3 là đủ để trượt để bắt được feature. Đó là feature ở mức 3 nhân 3 là nó work tốt ha. Như vậy bạn hình dung là mình chỉ dùng VG đối với những object nào mà đảm bảo là feature là cái cửa sổ ở mức 3 nhân 3 là nó có thể capture được cái feature của object là được ha. Đó thì bạn thấy 3 nhân 3 nó còn convolution liên tục 3 nhân 3 này để nó sắp xếp mọi thứ feature vào một cái độ sâu là 256. À, và sau khi nó về ra được ở mức này rồi, xong rồi nó sẽ mắc bundling, thì nó sẽ đẩy về một vector là 4096, đúng không? Và 4096 này nó tiếp tục nó sẽ đi qua một cái layer tiếp theo, nó fully connect cũng là 4096, giống như là nó refine thông tin cho tốt hơn ha. Trước khi nó đẩy ra cái output là 1000 object, thì chỗ này bạn chỉ cần sửa lại chỗ này là 5 object nếu bạn muốn dùng VG để detect một cái gì đó 5 object thôi, chỗ này là 5 ha. Và shop mask ha, shop mask là cố gắng là chỉnh 5 cái xác suất này về một cái xác suất tổng thể, có nghĩa là tổng của chú phải bằng 1 ha, thì nó sẽ dễ nhìn hơn. Còn nếu mà không dùng shop mask thì bạn không chỉnh hóa được, thì tất nhiên là vẫn kết quả đúng, nhưng mà có shop mask thì nó sẽ chỉnh hóa tổng xác suất là 1 ha. Shop mask chỉ làm nhiệm vụ là chuẩn hóa cho tổng xác suất chúng ta về 1 thôi, nó mang tính chuẩn hơn ha. Đó thì bạn thấy là VG nó có nhiều phiên bản ha. Đó, nhưng mà chúng ta chỉ quan tâm hai bản 16, 19. Thì bạn có thể thử 16 trước, sau đó có thể thử 19. Nếu mà 16 chúng ta cảm thấy chưa thỏa mãn với kết quả, bạn có thể thử 19 ha. Thì bạn thấy là cái lỗi của 16 á, trong cái cuộc thi IMNET á, cái error rate chỉ là 8.8 thôi, nhưng mà đối với 19 là 9.0, như vậy nó chỉ là 0.2. Điều đó có nghĩa là không phải cứ nhất thiết là 19 sẽ tốt 16 ha. Có một số dataset thì 16 sẽ tốt hơn 19, có một số dataset thì 19 sẽ tốt 16. À, chúng ta phải thử, tại vì nó tùy thuộc ở chỗ là cái object nằm trong cái hình ảnh ta như thế nào, à, nó đủ nhỏ hay nó lớn. Như vậy chúng ta mới 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 thấy là cái thằng convolution 3 này hay convolution 4 này nó cái nào nó hiệu quả hơn, cái nào bắt feature hiệu quả hơn à. Chỗ này mà thấy là trong trường hợp mà cuộc thi mainnet đó, thì rõ ràng là cái 16 nó chiếm ưu thế hơn cái 19, tại vì nó ra kết quả thấp hơn, error rate thấp hơn, đúng không? À, đây là số lượng tham số mà nó cần phải estimate coi là tham số này bằng bao nhiêu để convolution này đủ ra được cái đặc trưng mà nó hiểu được đặc trưng nó là object đó. À, đây là số lượng tham số phải cập nhật. Còn cái cách mà cập nhật như thế nào, lan truyền ngược như thế nào, chúng ta sẽ học trong bài optimization ha. Optimization. Nhưng chúng ta phải hiểu là cái số lượng mà trọng số mà để nó ra được cái feature đó, và để cái feature đó nó hiểu được, thì tổng tất cả các trọng số đó nó phải tới là 138 triệu ha. Triệu trọng số. Kiểu như vậy ha. Rồi, đó là cái phần VC của bài trước. Hiện nay chúng ta sẽ học thêm một cái mạng mới là cái mạng ResNet. Mạng ResNet với mạng VG đây là hai mạng gọi là popular feature injection, bởi vì đây là hai mạng được được đảo qua đảo lại dùng rất là nhiều trong các ứng dụng của doanh nghiệp ha. Đặc biệt là các ứng dụng liên quan đến hình ảnh. À, ResNet hoặc là VG người ta nhắc rất là nhiều. Thì VG bạn hiểu rồi ha, là nó sẽ có liên tục những cái convolution 33 để nó capture more information, đúng không? Trên một cái bức ảnh mà nằm trong một cái complex background, đúng không? Nó sẽ capture được. Tuy nhiên thằng ResNet nó lại hoạt động theo một cơ chế khác. ResNet nó hoạt động theo cơ chế nào? Thì bạn nhìn ha, đây là một cái feature map nào đó ha, ở bước trước. Đây là cái feature map ở cái bước output ở đây. Thì cái feature map ở bước trước truyền vào đây á, cái feature map này là một cái có độ sâu như thế nào đó, chẳng hạn độ sâu n đi ha. Thì đi qua convolution 3, sau đó đi qua một cái backnorm. Backnorm là cái gì, chúng ta cũng sẽ học trong chương optimize. Nói chung là cái chương optimize nó sẽ nói rất rõ những cái chi tiết này, nhưng mà hiện giờ chúng ta nên hiểu một cái mindset backnorm giống như một cách chúng ta chuẩn hóa một cái batch ha. Tại vì khi chúng ta training, chúng ta sẽ training theo từng batch, nhưng mà chúng ta không phải chúng ta training từng phần tử, mà chúng ta cũng không thể nào training hết một 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 cái data một lần một thể, mà chúng ta lấy từng batch nhỏ ra training. Thì cái batch norm này giống như là chúng ta chuẩn hóa dữ liệu theo một cái batch đó,
để chúng đảm bảo là không có một cái dữ liệu nào đó nó sai lệch quá nhiều số dữ liệu khác đó. Thì sau khi chúng ta convolution xong, chúng ta bắt norm và chúng ta activate array bằng cái hàm reload thì chúng ta ra một cái feature mới. Thì đây là cách làm traditional, nhưng cách làm của ResNet thì nó hơi khác một chút. Nó cũng đi theo hướng traditional, đó là đi theo hướng convolution, bắt norm và cuối cùng reload. Cái đường cong này là đường cong theo đúng chuẩn của các convolutional. Nhưng mà thằng ResNet nó một cái hay đó bạn, là nó đưa cả cái vector là cái feature vector này đưa thẳng vào với cái vector, với cái feature vector mà sau khi đi qua cái vị trí đặc trưng. Có nghĩa là một cái feature map ở đây sau khi đi qua convolution thì nó sẽ chích thêm đặc trưng hoặc là nó sẽ array cái đặc trưng để ra được một cái feature map mới. Nhưng cái feature map mới này lại tiếp tục cộng với feature map mà trước khi nó chích đặc trưng, trước khi đi qua convolution này. Như vậy rõ ràng cái thông tin ở đây nó sẽ giàu hơn thông tin ở đây, tại vì thông tin ở đây nó buộc phải qua cái này, và nhiều khi chỗ này nó là biến đổi rất nhiều so với cái này, hoặc nó biến đổi theo một cái hướng không tích cực, có nghĩa là nó dần dần nó mất thông tin đi so với cái này. Thì thằng ResNet nó đảm bảo là luôn luôn cái thông tin ở feature này là thông tin là sau khi đi qua bước feature caption hoặc là feature rank thì nó có cả cái feature ngay từ lúc ban đầu luôn, tức là zero trước khi luôn. Thì chỗ feature này nó sẽ đồng ý ở chỗ feature này nó sẽ bự ra, nhưng mà đảm bảo là không thiếu thông tin, có nghĩa là vừa cả thông tin chích đặc trưng mới mà vừa cả thông tin cũ nó nằm ở đây. Thì ResNet là viết tắt của từ residual. Thông residual có nghĩa là gì? Có nghĩa là nó sẽ cố gắng giữ lại nhiều nhất có thể thông tin cả thông tin trước và sau khi chích đặc trưng. Thì cái chuyện cộng như này giống như thể là các bạn không muốn mất cái gì hết, bạn không muốn mất một đặc trưng gì hết, mà không muốn cái đặc trưng này biến đổi này nó ảnh hưởng, nó nếu cái chỗ này mà có sai chăng nữa thì đặc trưng input từ gốc này nó vẫn còn ở đây Thì sau đó đi qua hàm reload và sau đó đi qua một cái ao. Thì cái ao này rõ ràng bạn thấy là cái thông tin nó chỉ có thêm chứ không có mất, nó là thông tin đặc trưng trước đây và cả đặc trưng gì các bạn, cả đặc trưng mà sau khi là convolution nó chỉ có thêm chứ không có mất Như vậy là số lượng chắc chắn là số lượng parameter của ResNet nó sẽ phải nhiều hơn so với cái gốc, nhưng bù lại là cứ mỗi cái bước mà nó còn convolution nó luôn luôn làm theo kiểu này, là nó luôn đảm bảo là nó không mất thông tin và thậm chí thì nó sẽ tránh luôn là những tình huống gì các bạn, tình huống gọi là exploding hoặc là vanishing. Vanishing là sao? Vanishing là vì lý do gì đó thì convolution này đi qua đây nó làm cho thông tin feature map chúng ta bị mất. Feature map chính là những cái điểm góc cạnh đúng không các bạn? Ví dụ chúng ta convolution ở đây vì lý do đó nó làm cho thông tin nó bị mất đi. Cuối cùng cái feature map ta có đen thui à, đen thui à. Một màu đen, có nghĩa là nó không có một cái đặc trưng gì được capture từ bước này. Thì nếu mà chúng ta không có một cái cộng với cái gốc á, thì chỗ này gần như đen thui. Mà đen thui á, thì có nghĩa là gì? Cái output này bị lỗi có nghĩa là nó không học được bất cứ gì đây, và thậm chí nó sẽ ảnh hưởng đến tất cả những cái trọng số mà nó cần phải căn chỉnh ở đây. Như vậy ở đây thì vanish radian có nghĩa là sẽ mất thông tin và làm cho việc tính radian, tính coi là mình cập nhật lượng bao nhiêu nó không tính được, gần như tính bằng không. Tính bằng không có nghĩa là không có thông tin gì được cần phải cập nhật vô cái thằng quay. Explode variant là sao? Là variant bùng nổ, có nghĩa là vì lý do đó cái nhiễu ở đây nó gây ra một cái, nó tạo ra một cái đặc trưng quá nhiều ở đây và dẫn đến gì các bạn, dẫn đến cái lượng thông tin cần cập nhật cho cái quay ở đây nó trở nên quá nhiều và nó sẽ làm cho bùng nổ thông tin. Thì ở đây nó cộng thêm cho cái thằng gốc nữa, và phần gốc với thằng ở đây kết hợp với nhau thì hàm reload nó sẽ biết cách để nó remove những cái mà đặc trưng mà không 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 cần thiết ở đây, nó chỉ keep những đặc trưng tốt ở đây thôi Như vậy rõ ràng là gì, là cái chuyện mà nó tạo ra một cái đường này, chúng ta đây là một suy nghĩ rất, khá là đột phá, tại vì cái suy nghĩ này không phải ai cũng nghĩ được đúng không? Chúng ta thường nghĩ là lối thông thường là phải đi qua cái này, nhưng mà rõ ràng họ nghĩ theo kiểu là kết hợp cái cũ với cái mới. Đây là một cái kiểu làm rất hay để có gọi là residual information keep được và tránh được hai yếu tố này. Mặc dù có thể là nó bự hơn một chút nhưng mà yên tâm chúng ta không mất thông tin. Nhưng mà câu hỏi đặt ra là vậy là khi nào chúng ta dùng ResNet và khi nào chúng ta dùng VG? Thì VG là dành cho một bức ảnh mà chúng ta có cái background complex và cái object của chúng ta nó nằm trong một background complex đó, thì VG nó sẽ biết cách để nó phân biệt nó ra. Nhưng thằng ResNet thì nó lại dành cho những bức ảnh mà nó không được rõ cho lắm, ví dụ như nó bị mờ. Ví dụ như bạn bạn detect biển giao thông đi, thì biển giao thông nếu mà nó bự không sao, nhưng biển giao thông nếu mà nó nằm trong một cái đường á, một cái đường mà cái biển giao thông có chút xíu à, nếu phóng to thì nó là mờ hoặc là một object nào đó nó không được rõ về biên lắm, tức là cái cạnh nó mờ.
có những object mà cái cạnh nó mờ. Thì nếu cái cạnh nó mờ mà cái biên nó không rõ lắm thì nó đi qua convolution này nó sẽ sao các bạn? Nó sẽ bị mất. Đúng không? Tại convolution này nó cố gắng là nó focus vô những cái bạn. Convolution chính là cái bước mà các bạn coi lại bài cũ ha, nó focus vào những cái hướng, cái góc cạnh. Đúng không? Cái hướng và cái biên, cái cạnh. Mà nếu cái biên, cái hướng, cái biên, cái cạnh mà mờ quá thì nó không focus được, các bạn. Nó đi qua convolution này gần như nó mất hết. Nhưng mà nhờ ResNet nó có keep được information này nên chắc chắn là những bức ảnh mờ thì ResNet nó xử lý tốt hơn. Đó là những bức ảnh mà object chúng ta cái biên nó không rõ, nó mờ, ví dụ như biển giao thông ha, thì chúng ta có thể nghĩ đến cách là dùng ResNet. Còn đối với những cái ảnh mà mờ mà bạn dùng VG là nó mất hết luôn. Tại vì VG là nó không, nó convolution liên tục mà những cái thông tin nó lại không rõ nữa thì nó mất dần dần, cứ qua convolution nó mất dần dần ha, là gần như là VG là nó sẽ làm cho dẫn đến là vanish radian luôn, có nghĩa là không có gì để cập nhật hết, đúng không? Không có gì cập nhật chính xác cập số hết. À, như vậy rõ ràng là đối với bức ảnh mà complex thì chúng ta có được VG, nhưng mà đối với bức ảnh mà chúng ta cảm thấy cái biên của object nó không được rõ lắm ha, nó bị mờ ha, hoặc nó không có nhiều thông tin là ở biên lắm thì chúng ta có thể dùng ResNet để nó understand tốt hơn cái bức ảnh kiểu như vậy ha. Thì đây là công thức của nó, ha. Nếu mà những công thức này nó cũng giống công thức là W nhân A cộng B, B là bias đúng không? Bias ha. W là trọng số cần cập nhật, còn A là input của bước trước, còn Z là output của bước hiện tại đúng không? Ha. Thì chúng ta thấy là cái output ở bước tiếp theo nó sẽ bằng output của bước hiện tại cộng cho cái A trước đó. Có nghĩa cộng cho cái này nè, cộng cho cái trước đó này. Ha. Và sau đó nhân thêm một cái trọng số J nữa, một cái weight trọng số J nữa. Hiện tại có hai cái trọng số, một cái trọng số ở đây, một cái trọng số ở đây nữa. À, nhưng mà rõ ràng bạn thấy là bây giờ là cái AL2 này nó vừa thông tin của AL và vừa thông tin của ZL2 cộng lại. Nhưng mà AL2 nó sẽ không mất cái này mà nó cũng không bị ảnh hưởng bởi nhiều bởi cái Z nữa. Như vậy nó sẽ có kết quả output ở đây tốt hơn. À, thì đó là cái vai trò của ResNet khá là ok trong này. Và cái việc người thầy đánh giá rất là cao cái việc mà người nào nghĩ ra cái ResNet ha. Vì đó là một cái lối suy nghĩ rất là độc đáo đúng không? Trong trong deep learning. Thì bạn thấy rằng ResNet nó như vậy với cái cách làm của ResNet đó, nó được cái hay là bạn có thể tăng độ sâu của quá trình training. Có nghĩa là ví dụ như bạn training độ sâu là 16, bạn phân tích bạn tăng lên 19, bạn tăng lên 32, bạn tăng lên 64 thì cái mạng mình nó càng tăng độ sâu thì nó càng học lâu, nhưng mà đặc biệt là nó không mất thông tin. Nếu bạn không có những cái đường cong ResNet kiểu như vậy thì bạn càng tăng layer thì chỉ sẽ ra các bạn. Bạn hình dung nha. Đây là một cái kỹ năng mà mình phải hiểu ha, đó là nếu mà mô hình mạng của bạn mà cái layer của nó là deep layer, có nghĩa là càng sâu mà lại mà bạn lại không dùng ResNet thì dẫn đến tình trạng như các bạn, thông tin ở đây nó đang còn nhưng mà càng convolution nó càng sao, nó còn biến mất đi và đến đây gần như là nó sẽ màu đen thui luôn, nó không còn thông tin gì ở đây nữa ha. Feature map là đen thui luôn, không có thông tin gì ở đây hết. Như vậy rõ ràng là gì, nếu đối với những cái mạng mà gọi là deep network, very deep network thì bạn hãy nghĩ ngay đến ResNet, hoặc là làm cách nào để sử dụng cơ chế giống ResNet, chứ không thì nó sẽ bị mất thông tin ở đâu đó ở đây. Và khi nó mất thông tin ở đây thì quá trình mà quay ngược lại để cập nhật các tham số nó không có gì cập nhật, hoặc chính xác hơn là nó bỏ dữ liệu nó học nhưng mà nó chả cập nhật gì hết, là nó vẫn fail. À, như vậy ở đây là gì, lợi ích của ResNet là nó giúp cho chúng ta gì các bạn, có thể train những cái mạng rất sâu, à, very deep, à, đây ta dùng tới hai chữ very deep có nghĩa là sâu cỡ nào cũng chịu được hết, tại vì nó có cơ chế gì các bạn, keep information đây đó, không kiểu nó không thể nào mất được hả, không thể mất được, nó cheaper cho compute, à nó có thể dễ dàng để có thể training ha. Perform dump the RAM and deep network, nói chung là deep network có sự rất là tốt. Còn VG mà bạn dùng VG deep network, ví dụ VG 19 là hết cỡ rồi, bạn mà dùng VG cao hơn 19 chắc chắn là nó sẽ bị gì, vanishing radian, vanishing radian có nghĩa là mất hết thông tin cần cập nhật. VG nó chỉ có nó chỉ đến 19 là hết thôi, còn ResNet này nó phải đến 32, 56, 100 mấy cũng được nha. Này nó không bị ảnh hưởng bởi cái deep network, đúng không? Ok, thì cái bước mà nhảy như vậy người ta gọi là skip connection. Đây, bước nhảy này. Thì cái này chúng nó sẽ là cái f lớn x chính là cái sau khi convolution cộng cho cái x chính là cái giá trị mà feature map trước khi nó đi vào cái convolution này ha. Cộng này sẽ ra. Sau đó đi qua relu thôi. Đương nhiên phải đi qua relu là từ relu nó sẽ control được mọi thứ liên quan đến giá trị ha, và còn control được cái gì các bạn? Còn đảm bảo được là nó non-linear để nó có cái mạng chúng ta nó trở nên là phi tuyến thì nó sẽ understand cái đặc trưng tốt hơn.
Thì ResNet cho chúng ta nó cũng có nhiều ResNet ha, có ResNet 18 layer, có ResNet 34 layer, ResNet 50 layer, có ResNet 101 layer và có ResNet 152. Như vậy bạn có thể gọi tắt là ResNet 152 hay là ResNet 101. À, bạn thấy là ResNet nó phải đi đến độ sâu là 152, trong khi đó thằng VG chỉ đến 19 thôi. Lý do VG nó không có khả năng là đi sâu hơn nữa. Nhưng thằng ResNet 152 thầy nghĩ nha, bây giờ không phải 152 mà 200 mấy ResNet cũng chạy được. À, tại vì nó có skip connection ở đây. Thì không bao giờ một cái feature ở đây mà nó thiếu thông tin, nó luôn có thông tin. Không có thông tin còn bao sau này cũng có thông tin của chữ đó. À, của cái chữ còn bao xanh đó nên nó skip được. Thì mình thấy cái box của nó bạn đọc ha, đầu tiên là nó sẽ đưa bức ảnh 112 112. Sau đó giờ cái box tiếp theo là nó phải ra được 58 56. Cái box thứ hai phải ra là 28 28. Thì trong cái box này nó sẽ có cái bộ này lặp lại 3 lần. Cái bộ 11 33 11 này lặp lại 3 lần. Và lặp lại 3 lần này thì cái lặp lại 3 lần nó sẽ có một cái skip connection đây. Lulu skip connection đây. À, cái bộ này lặp lại 3 lần nhưng mà gì các bạn, nhưng mà mỗi lần nó lặp lại nó sẽ có một cái skip connection kiểu như vậy. À, đó, mà thấy là 1 3 4 6 4 1 5 6 là nó skip một cái. Tiếp theo số 6 là skip một cái ha, skip connection. Như vậy ResNet là nó work rất là tốt nhưng bức ảnh mà object nó thuộc dạng cái thông tin nó không rõ ha, nó dễ bị biến mất ha, dễ biến mất. Đó thì đó là cái ResNet ha, chúng ta sẽ coi cái phần thực hành ResNet. Thì về cơ bản thì ResNet nó là một cái mạng mà đi song hành với VG ha, VG. Nếu mà chúng ta sau này các bạn xử lý nếu mà các bạn xử lý những âm thanh đó, thì thầy nghĩ là vẫn nên dùng ResNet, tại vì nếu mà xử lý âm thanh đến cái chương xử lý âm thanh ngoại học đó, thì nên dùng ResNet, tại vì về cơ bản thì trong âm thanh nó dễ bị mất thông tin lắm, nó dễ bị mất thông tin nếu bạn convolution ha. Nhưng mà trong âm thanh nó cũng có những cái cơ chế khác ha, học sau. Xử lý chụp ảnh y khoa thì chúng ta dùng cái gì các bạn? Xử lý chụp ảnh y khoa thì chúng ta nên dùng ResNet, tại sao không ạ? Tại vì trong ảnh y khoa cái biên của tế bào hay gì đó nó không được rõ thì chúng ta nên dùng ResNet, nhưng mà nếu cái biên của tế bào nó rõ thì chúng ta dùng VC ha. Chúng ta phải xác định coi là nó clear hay không clear ha. Tiếp theo là Inception. Inception là một cái trong cái cuộc thi Imanet á, thì cái Inception nó chiến thắng cái VG. À, thầy không nhớ năm bao nhiêu nhưng mà như hai cái nhóm này cùng tham gia cuộc thi vào cùng một năm mà Inception nó thắng VG. Tuy nhiên thắng thì thắng nhưng mà thương mại hóa thì VG vẫn được thương mại hóa nhiều hơn Inception, có nghĩa là thương mại hóa có nghĩa là được áp dụng trong doanh nghiệp và kiếm được tiền cho doanh nghiệp thì lại là VG nhiều hơn Inception. À, lý do là sao Inception nó thắng và lý do tại sao Inception nó lại ít được thương mại hóa nhiều hơn so với VG. Inception được phát triển bởi nhóm, một nhóm mình như là nhớ không làm ở bên bên Google ha, phát triển ra. Thì cái cách thức làm Inception khá là hay ở chỗ là ở đây chúng ta có một cái feature map, có một feature map ở bước bước nào đó, ví dụ như bước nào đó có feature map là 2828 nhân 192 đúng không, 192. Thì cái feature map này nó phải chạy qua 1 2 3 4, nó phải chạy qua bốn cái action khác nhau. À, có nghĩa là đây là chạy song song nha các bạn, đây là chạy song song chứ không phải chạy nối tiếp, có nghĩa là không phải chạy cái này xong đến cái này mà bốn cái này đều phải chạy song song, có nghĩa là input cái này vô làm này, sau input này làm này, sau input làm này, sau input làm này. À, thì lấy cái feature map này input vô 11 thì bạn thấy là convolution mình hoàn toàn có thể convolution 11 được. Bạn xem lại bài convolution, mình có thể convolution 11. Thì khi convolution 11 á thì cái độ dài của này á ha, độ dài của này convolution 11 thì mình sẽ có thể là 11 mình giảm xuống 64. Thì chỗ này 28 28 192 sau khi convolution 11 64 thì nó sẽ còn là 28 28 64. Có nghĩa là mình sẽ nén thông tin trong đây nè. Trong đây thông tin nó đang chạy đều cho 192 192 feature map đúng không? Feature map thì mình nén 192 vì các mắt này về còn 64 rồi, có nghĩa là tất cả thông tin đặc trưng này sẽ bị nén về 64. Thì chỗ này chúng ta sẽ có một cái feature map mới là 282864. À, đó thì cái feature map này nó nằm ở đây, nó nằm ở cuối này. À, sau đó chúng ta đi convolution 33. Convolution 33 cái này nó giống như VG đúng không, VG rất là thích convolution 33. Thì convolution 33 giống như là một cái cửa sổ kích thước là 3 x 3 sẽ trượt khắp một cái feature map này. Thì 3 x 3 là một cái kích thước
được tính convolution là nhỏ nhất, tại vì bạn nếu bạn dùng 1 × 1 đó thì nó lại mang tính là gì, là nét ha. Và nếu dùng 3 × 3 thì nó mới mang tính là mắt đặc trưng. Thì mình dùng cửa sổ 3 × 3 là cửa sổ nhỏ nhất ha, bên cạnh một không tính 2 × 2 nha các bạn, tại vì thường future map chúng ta sẽ dùng số lẻ ha, và số lẻ 1 3 5 7 chứ không phải dùng số chẵn. Số chẵn thì không tính được cái thành phần mà center center bond ha. Thì 3 × 3 nó trượt khắp cái này, nó bắt lại ha. Thì chúng ta lấy 3 × 3 128, có nghĩa là chúng ta cần tới độ sâu là 128, thì chúng ta đẩy 192 về 128 thì chúng ta giảm đúng không, chúng ta nén lại ha, 192 giảm 128 và chúng ta dùng convolution 33. Thì convolution 33 nhưng mà chúng ta dùng một cái tính chất là the same để chúng ta đảm bảo là sau khi convolution thì chúng ta có 128 feature map, nhưng mà chỗ này vẫn đảm bảo kích thước output mình là 2828. Chuyện này chúng ta hoàn toàn làm được, bởi vì chúng ta có thêm thông tin nữa gì các bạn, striding bedding đúng không? Chúng ta hoàn toàn là striding bedding thêm để chúng ta đảm bảo là với 3 × 3 chữ này nó vẫn ra 2828. À, vậy đặc trưng 3 × 3 một cửa sổ 33 được trượt khắp cái đặc trưng này để bắt đặc trưng thì chúng ta sẽ ra một cái output này là 2828 như 128. À, rồi thì 33 là một cái đặc trưng vừa đủ nhỏ. Bây giờ cái này nó sẽ đi qua tiếp một cái đặc trưng, một cái feature là 5 × 5, có nghĩa là to hơn 33 một chút, có nghĩa là nó sẽ bắt rộng hơn. À, feature nó bắt mang tính general hơn, mang tính global hơn, còn feature bắt thì mang tính detail hơn. À, thế đi qua 5 × 5 thì ở đây chúng ta sẽ dùng 5 × 5 32. Như vậy với cái mức mà global chúng ta chỉ cần 32 đặc trưng thôi, 32 độ sâu thôi. Còn đối với mức detail chúng ta cần tới 128 độ sâu, đúng không? Còn đối với mức nén ta cần 64 độ sâu. Thì chỗ này đi qua 5 năm ta sẽ có 282832. À, và cuối cùng là chúng ta có một cái max bool. Max bool là chúng ta sẽ lấy gì các bạn, lấy max ha, lấy max. Thì chỗ này max bool của chúng ta là 282832. Như vậy là chúng ta sẽ lấy gì các bạn, chúng ta sẽ lấy max ha, lấy max. Chúng ta sẽ chia cái 1192 này theo độ sâu các bạn, theo độ sâu này là chia thành 32 phần đúng không, thành 32 phần mà mỗi phần chúng ta sẽ lấy max ha, max để cuối cùng ra độ sâu các bạn. Ví dụ như chỗ này từ đây đến đây là 1/1 này, thì từ đây đến đây chúng ta sẽ lấy max, từ đây lấy max, lấy max, lấy max, lấy max ha. Thì chúng ta sẽ có là 28 nhân 28 nhân 32, nó cũng giống như 1 × 1, nhưng mà ở đây là chúng ta lấy max ha, chứ không phải là chúng ta trừ cái gì hết để tính hết, lấy max. À, như vậy là chúng ta thấy là một cái feature map ở đây nó sẽ đi qua song song là bốn bốn yếu tố này, và sau đó nó ra nó đảm bảo là ba bốn cái kết quả feature map mới đều là 2828 hết, sau đó nó gắn lại với nhau. Như vậy chỗ này nó gắn với nhau thì chỗ này cộng lại là nhiêu các bạn? À, 64 cộng 128, các bạn cộng thử này coi, 64 ha, cộng 128 là 180, 190 đúng không? 192, từ đây tới đó 192 rồi, cộng thêm 64 nữa ha. 64 là 200 mấy. Có nghĩa là chỗ này nó cái độ sâu của nó sẽ sâu hơn này. Này có 192 này tới 200 mấy. Nhưng mà mọi thứ ở đây nó được sắp xếp rất là kỹ, nó tính từ cái việc nén đến việc convolution detail, đến việc convolution normal và đến việc lấy max boolean. À, nên lại như vậy thông tin chỗ này nó sẽ gì các bạn, nó sẽ được được tiếp cận đa chiều hơn, là vừa in vừa lobo vừa loco mà vừa nén ha. Thông tin chỗ này sẽ đa chiều hơn thì nó cần cái thông tin đa chiều hơn, thông tin đa chiều hơn để cho máy nó understand tốt hơn. Thì cái khái niệm inception đó gì, như vậy là inception nó sẽ work rất là tốt ha. Nó là work là tốt đối với những cái ảnh mà dạng là gì các bạn, theo các bạn thì nó với cách làm này nó sẽ work tốt ảnh gì các bạn, là cái ảnh mà cái thông tin đặc trưng của mình nó nằm ở cả gì, ở cả chi tiết, ở cả logo và global. À, những tức là những cái thông tin nào đó mà nhìn tổng thể thì không có đặc trưng, mà nhìn chi tiết thì cũng có đặc trưng, thì chúng ta sẽ dùng inception. À, tuy nhiên thì cái inception này nó lại take time, tại vì chúng ta phải chạy song song bốn cái này. Inception này nếu mà bỏ một cái hệ thống GPU nó có thể chạy song song thì ok, còn nếu bạn bỏ một hệ thống mà nó không chạy song song thì nó phải take time. Ba cái này mặc dù bằng 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 dùng bạn dùng là lập trình luôn đi, bạn xử lý đi, thì ba cái này nó cũng phải phân công nhau ha. Thì gần như là sẽ take time, thì đó chính là một lý do mà inception nó ít được ưa chuộng doanh nghiệp, bởi vì những cái bước này của nó chạy tới lúc 4 object và gần như nó sẽ chiếm toàn bộ time ha, chiếm toàn bộ resource ha. Nó sẽ take time rất là nhiều. Thì bạn thấy ở đây là đó, cái bước của nó sẽ trải qua convolution 1 nè, convolution 33 nè, thì trước khi 33 này nó đi qua 11 nữa, 11 nữa ha, 69, 96, 96 đi qua 128 ha. Đó, thì mắc link số convolution lần nữa thì nó ra là channel, cho nên là 256. Thì nó đảm bảo là kết ba kết quả này thành 256.
Thì như vậy là mỗi cái bước mà nó chuyển từ đây qua đây thì nó buộc phải đi qua một cái khối này. Thì cái khối này theo đúng cái luật định nghĩa như vậy, cái khối này được gọi là một khối inception. Khối này gọi là một inception ha. Thì bạn thấy inception là nó sẽ rất là tốt với bức ảnh nào mà đọc chất và vừa cả logo và nữa local ha. Ví dụ như cái xe hơi các bạn, detect xe hơi á. Cái xe hơi nó có thông tin cả logo đúng không? Logo cái mẫu xe hơi. Nhưng nó có cả thông tin logo luôn, là cái gương của xe rồi cái gì các bạn? Cái logo của xe đó, hay là một cái gì đó của xe nó rất là chi tiết. Tức là cái xe hơi nó có cả thông tin logo hoặc là logo luôn. Thì đối với detect xe hơi chúng ta dùng inception thì nghĩ nó sẽ ra kết quả tốt hơn ha. Detect lỗi sản phẩm thì chúng ta cần thông tin của detect lỗi sản phẩm thì chúng ta nên dùng ResNet ha, ResNet. Là lỗi sản phẩm nó cái pin nó mờ, nó không có rõ. Và thấy là một cái khối inception đó, nó phải chạy song song 4 cái, 1 2 4. Tuy nhiên có những khối inception nó chỉ chạy 3 cái thôi ha, 3 cái thôi. Ví dụ màu xanh là booling nè, mắc bool nè, một cam là convolution nè, một cam trên đây convolution 1:1 nè. Có những cái khối nó chỉ chạy 3 cái, có những khối chạy 4 cái. Ha. Và đặc biệt là cái mạng inception này nó có một cái điều đặc biệt á, là mỗi lần mà nó chạy một cái mạng nào đó thì mỗi lần ở cái bước này nó luôn có một cái bước tính 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 gì các bạn. Bước này sẽ tính gì? Bước này sẽ tính là cái mất mát. Cái là đặc trưng qua đây nó mất mát bao nhiêu ha, nó sẽ có một cái tính mất mát. Chứ ngoài ngoài cái việc nó tính mất mát ở cái cuối cùng ha, nó có những tính mát ở riêng lẻ từng nốt này. Thì tại sao nó tính mất mát này từng nốt này, bởi vì nó còn convolution 4 cái thông tin này mà cộng lại ha. Thì nó phải kiểm tra coi là cái việc mà đi liên tục như vậy với việc mà inception liên tục xảy ra như vậy thì liệu có ảnh hưởng gì đến cái module này không. Đôi khi cái module này nó sẽ ảnh hưởng toàn bộ module còn lại ha, tại vì chúng ta đi qua thao tác là 4 bước khác nhau ha. Một bước này bị lỗi, bước kia đúng, thì bước lỗi này cũng sẽ ảnh hưởng đáng kể đến cái kết quả này. Thì luôn luôn nó có một cái độ đo gọi là một cái auxiliary classifier. Này chính là một cái hàm lỗi, hàm tính mất mát đây. Thì nó sẽ tối ưu hàm tính mất mát đây, tối ưu hàm tính mất mát cái kia. Có nghĩa là từng bước nó đi qua một giai đoạn nào đó nó sẽ có tối ưu hàm mất mát chỗ đó. Thì để cuối cùng, để hàm mất mát cuối cùng là hàm mát tổng ha. Thì nếu cập nhật tham số thì hàm mất mát tổng sẽ cập nhật những tham số ở đây, nhưng hàm mất mát auxiliary classifier sẽ cập nhật những tham số ở đây ha. Tức là cái này nó sẽ giúp cập nhật tham số cho một cái khu vực nhất định, không phải cập nhật toàn bộ, bởi vì chúng ta thấy cái chỗ này nó làm song song nhau, nó làm song song nhau mà lấy cái kết quả để cập nhật cho những cái trước này thì nó sẽ không cập nhật bao nhiêu ha, tại vì nó phải phân rã ra 4 đúng không, trong cái đó từng cái này nó chỉ cập nhật trong cái khối riêng của nó thôi là ok ha. Thì inception là nó rất là phù hợp với những object nào mà vừa có thông tin local và thông tin global ha. Thì bạn thấy là cái sơ đồ ResNet là đầu tiên ảnh đầu vào nó phải ở dạng là 128 nhân 64 đúng không, nhân 64 ha. Thì bạn thấy là ResNet thì nó mỗi lần nó đi qua một bước inception của nó thì nó sẽ có convolution 1:1 đến giờ 64 nè, convolution 33 là 96 nè, convolution 33 là 5 nè, thì nó cộng hết này lại nó ra 100, nó ra 256 nhớ không, nó bốn cái song song mà. Cái này với cái booling nữa ha. Đó. Đúng không? Thì ở đây chúng ta thấy là ở những cái bước này thì nó chỉ cần 1 2 ha, nhưng sẽ có những bước nó cần đến 1 2 3 4 nguyên một loạt luôn ha. Sẽ có bước nó cần rất nhiều, sẽ có bước cần ít ha. Thì cái này nó cộng lại thành một feature các bạn, nó cộng hết lại. Ví dụ bạn cộng hết con số này bạn sẽ ra được là 480. Ha, mà cộng hết cái này lại bạn ra là 480 ha. À, có nghĩa là nối hết những feature này lại, độ sâu lại là một cái độ sâu là 480. Đó thì inception nó theo kiểu là inception là nó theo kiểu nối đuôi ha, nối đặc trưng lại với nhau. Ok, chúng ta ngồi nghỉ khoảng 5 phút rồi chúng ta đi tiếp ha, tại vì chúng ta học liên tục một số mạng này chúng ta có thể bị rối ha. Chúng ta tạm thời nghỉ khoảng 5 phút, chúng ta học tiếp một mạng mới là mạng mobile. Chúng ta sẽ cố gắng hoàn thành cái bài này luôn ha, sau đó chúng ta qua thực hành. Đây là những cái mạng rất là truyền thống ha. Nãy thầy nói là mình dùng những cái mạng này khi nào thì nó rất là rõ ha. ResNet dùng khi nào, VG dùng khi nào và Inception dùng khi nào ha, nó rất là rõ. Thì các bạn có thể thử ha, thử những cái đó theo tùy bài toán mình.
ví dụ như bạn muốn nhận diện một cái khối u đi, khối u đấy bạn phải có cái biên nó rõ không, nếu biên nó rõ dùng VG, nếu biên chưa rõ dùng resnet ha. Còn nếu khối u đó complex quá, nó vừa cả chi tiết vừa cả global local dùng inception ha. Thì bạn phải phân tích điều đó. Cho chúng ta nghỉ giải lao 5 phút ha, cho Kim đi vô tiếp.
Alo, chúng ta tiếp tục nha các bạn. Ok, chúng ta tiếp tục mạng tiếp theo ha. Mạng tiếp theo của chúng ta là mạng MobileNet. Nếu các bạn có nhu cầu mà build một cái mạng nhận diện object á, object detection á, hoặc là classify là phân loại á, thì các bạn muốn build nó trên một những cái ứng dụng gọi là di động mobile, ứng dụng như vậy, giống như dạng bạn muốn build một cái deep learning mà nó lightweight, nó nhẹ, thời gian thực thi cho phép trên cái điện thoại ha, và có thể work được trên điện thoại, có thể là inference trên điện thoại, thì bạn có thể nghĩ đến một cái mạng tên là MobileNet. Mạng MobileNet thì nó lý do tại sao nó nhẹ hơn so với cái mạng kia, thì chúng ta để ý ở đây chúng ta có một cái feature map, đúng không? Có feature map, một cái feature map ở đây có độ sâu và có size của bức ảnh, đúng không? Độ sâu và size của bức ảnh. Thì ở đây thông thường á, khi chúng ta có resolution á, thì chúng ta sẽ dùng một cái filter filter dạng khối ha. Ví dụ chúng ta dùng filter là 3 x 3 x 5, thì chúng ta có một cái filter là size là 3 x 3 và độ sâu là 5, nó sẽ chừa trong cái khối này để nó bắt hết đặc trưng theo khối. Thì nếu chúng ta làm như vậy á, thì nó sẽ take time và cái quá trình mà training của nó sẽ cái quá trình mà bỏ bức ảnh bất kỳ vô cho nó nội suy nó sẽ tốn rất nhiều thời gian. Tại vì cái việc mà bạn đưa một cái khối là 3 x 3 mà độ sâu là 5 mà chưa khắp cái này mà chạy á, thì cái khối lượng tính toán rất nhiều, thì cái MobileNet nó sẽ giảm tất cả các bước đó bằng cách gì các bạn? Bằng cách nó separate ra từng mặt phẳng ha, mặt phẳng feature map, có nghĩa là nó lấy cái feature map này nó tách thành một mặt phẳng, tách hai phẳng, ba phẳng, và sau đó nó convolution bởi cái gì các bạn? Bởi một cái kernel nào đó trên mặt phẳng này. Sau khi nó convolution xong thì nó wrap hết lại thành một cái mặt phẳng mới. Như vậy là chúng ta có cái feature map ở đây, sau đó chúng ta cũng convolution và chúng ta cũng có một feature map output như vậy. Và đặc biệt là sau khi nó đã wrap lại đó, thì bạn để ý là cái size của cái thằng này á, và cái độ sâu của thằng này và độ sâu của thằng này giống nhau, đúng không? Đâu khác nhau gì đâu, đúng không? Tại vì nó chia từng mặt phẳng, ví dụ độ sâu của này là 32 đi, nó chia 32 mặt phẳng, đúng không? 32 mặt phẳng nó còn convolution gì đó, nó ra 32 cái feature map mới, wrap lại thì cũng là độ sâu 32. Trong khi đó cái bước này người ta muốn có một độ sâu nào đó nó khác 32, ví dụ độ sâu là 16 đi, thì chỗ này cái chỗ mà MobileNet đó, nó sẽ lấy cái 32 này nó đi qua một cái convolution 11 nhân 16 chẳng hạn, thì nó hoàn toàn có thể tạo ra được một cái depth ở đây 16. Như vậy là gì? Nếu cách làm như vậy mà nếu bạn suy nghĩ kỹ á, thì nó sẽ nhanh hơn. Tại sao? Tại khi bạn chia từ mặt phẳng như vậy á, bạn convolution bằng cộng lại, thì cái convolution này nó cái convolution này cái chi phí của nó sẽ là n nhân n, còn convolution mà theo lối thông thường một một cái khối này á sẽ là n nhân n nhân n, tức là nhân 3 lần. Cái số lượng tính toán của nó sẽ là n mũ 3. Đúng không ạ? Còn cái khối lượng tính toán này là n mũ 2. Dù bạn có cộng lại chăng nữa thì nó cũng là n mũ 2. Ở đây không biết các bạn có học về phân tích thuật toán chưa ha? Mình chia nhỏ như vậy nhưng mà thực ra khối lượng tính toán một phần chỉ có n bình phương thôi. Em bình phương này thì mình cộng lại lại mình nối lại nhau xong combo sách này, thì cuối cùng nguyên cái khối lượng tính toán theo MobileNet ở mỗi bước mà từ feature map này qua feature map này nó chỉ là em bình phương, dù là mình có cộng bao nhiêu lần của em bình phương thì nó cũng là em bình phương. Còn nếu bạn làm theo kiểu mà convolution theo một khối á, bạn lên một khối và convolution này thì nó sẽ là em ba, mà em ba thì dù bạn có làm một lần đi chăng nữa nó cũng là em ba, có nghĩa là khi em mà tăng lên thì nó sẽ tốn nhiều chi phí hơn ha. Như vậy là anh MobileNet anh đi theo hướng là chia nhỏ một phẳng ra, convolution một phẳng, thì cái cách mà chia một phẳng này nó sẽ bị miss thông tin, nó sẽ bị mất một vài thông tin quan trọng. Thông tin đó thông tin gì các bạn? Nếu mà convolution thêm một khối vậy đó, thì nó sẽ cap được, nó sẽ cap được feature là mối quan hệ giữa 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 các khối này, có nghĩa là biết đâu giữa feature này, biết đâu có một điểm ở feature này
nó lại có một cái mối quan hệ với một điểm với feature tiếp theo, nó có mối quan hệ ở điểm với feature map tiếp theo. Thì cái mối quan hệ này nếu bạn còn volume sang theo khối ấy, nó sẽ biết được, nó bắt được. Nhưng mà do mobile net nó cần nhanh nên nó chia từ mặt phẳng, và chia mặt phẳng còn volume từ mặt phẳng thì gần như là nó bạn cắt đứt mối quan hệ giữa các gì các bạn, cắt đứt mối quan hệ giữa các điểm, giữa các khối với nhau. Gần như mà cắt mối quan hệ, tại vì mà tách riêng cái bạn làm thì gần như nó không còn mối quan hệ và nó không nhìn thấy được cái mối quan hệ đó. Thì gần như vậy là rõ ràng cái mặc dù nó kết lại sau đó nó còn vô sinh một một để ra được cái output mong muốn, thì cái output mong muốn này nó cũng không kiếm được information thể hiện được mối quan hệ giữa các layer này với nhau. Nhưng mà chúng ta là chấp nhận thôi, chúng ta muốn độ chính xác, chúng ta muốn tăng tốc khi mà chạy trên mobile thì chúng ta phải chấp nhận giảm gì các bạn, giảm một số cái loss, một số cái information theo lối thông thường. À, như vậy là mobile net nó đi theo kiểu là chia mặt phẳng và convolution. Thì cái chia mặt phẳng á, convolution trên mặt phẳng á, thì cái bước đó người ta gọi là depthwise convolution, có nghĩa là convolution theo từng cái depth, theo từng cái depth là depthwise theo từng depth. Rồi sau đó thì bạn convolution xong bạn ráp lại, thì bạn muốn cái này ra một cái output gì đó thì bạn sẽ convolution với một cái feature, một cái filter là 1:1, filter là 1:1, nhưng bao nhiêu đó tùy mình muốn ha. Thì cái bước này người ta gọi là boundswise convolution. Boundswise là từng điểm. Thì giống như là bạn thấy bạn có ở đây có 32, bạn muốn ra 16 thì bạn cứ lấy max ha, lấy max hoặc lấy thường thường sẽ là lấy max chẳng hạn ha, convolution 1:1. Nhưng mà thật ra convolution 1:1 này nó cũng có tham số của nó cũng có weight của nó ha, để bạn nhân đâu nó có một cái trọng số theo kèm đó thì nó sẽ ra được cái kết quả output như vậy ha. Thì bạn thấy là cái mùa net architecture của nó, bạn thấy là nó ở đây nó sẽ ghi là cái DW là depthwise với cái stride thì là S ha, cái bước nhảy là S ha. Đó thì ở depthwise chỗ này là nó sẽ separate cái này thành 32 mặt phẳng và nó dùng tới 32 cái filter khác nhau. Đúng không? 32 mặt phẳng và 32 filter. Đó. Còn cái convolution S này chính là cái này. Cái bond square này ha, cái bond square này. Ha, nó dùng 1132 này thấy không? Bond square này. Đó, 1132 ha, 1132. Và cái 1132 này nó sẽ lặp lại 64 lần để nó ra cái kết quả tiếp theo là 64. Độ sâu là 64. Tại vì đang độ sâu 32, muốn độ sâu 64 thì bạn phải 1132 64 lần thì bạn ra được 64 kết quả ha. Rồi, thì cái bước mà convolution DW với convolution S này, cái bộ này nó gọi là một cái mobile, một cái MB ha, nó gọi là một cái MB, một B MB convolution. Sau này bạn sẽ thấy một khái niệm tên là MB convolution, MB là mobile hoặc MN cũng được ha, MB MN convolution. Thì bạn phải hiểu là nó convolution DWS1 và convolution S1. Hai cái này một bộ này nó thành một cái MB ha. MB ha. Đó. Thì nó cứ lặp đi lặp lại cái bước này thôi. Thì bạn thấy là gì? Nhìn thì nó nhiều như vậy nhưng mà thực chất thì nó chạy rất là nhanh, tại vì nó chia từ mặt phẳng nó convolution ha, nó chạy rất là nhanh ha. Thì cái độ chính xác của mobile net nó cũng không phải tệ các bạn, nó không phải tệ, nó cũng khá good. Có nghĩa là nó vẫn detect được. Ví dụ như nếu mà bạn làm theo mạng MVG hay là mạng ResNet thì bạn có độ chính xác của độ chính xác là 95% đi, thì thằng mobile net này nó cũng đạt trạng thái khoảng 80% đến 85%. Có nghĩa là độ chính xác của nó chỉ chênh lệch maximum là 10% thôi, nhưng mà 5 đến 10% thôi, nhưng mà nó chạy rất nhanh. À, tốc độ của nó có thể chạy được trên điện thoại. Có nghĩa là bạn có thể trực tiếp là nhúng cái trực tiếp nhúng cái gì các bạn, trực tiếp nhúng cái mô hình nó vào điện thoại để nó bị tích luôn, mà không cần phải thông qua mô hình client server hoặc là API, đúng không? Không dùng API, không dùng client server. Đó. Và nếu bạn mà không chạy được trên di động thì bắt buộc phải dùng API rồi, là phải send request về server và server nó run, nó predict xong rồi nó send ngược lại. Đó. Cái chuyện đó là cái chuyện mà chúng ta sẽ take time ha, sẽ có độ trễ nhất định, mà nếu chúng ta chạy trực tiếp trên điện thoại sẽ good hơn. Đó. Thì bạn có thể dùng mobile net trên điện thoại ha. Đó. Thì đây là bạn thấy là nó so cái lượng tính toán, thì nếu mà bạn tính theo lối thông thường thì bạn cần tới 462 m, có nghĩa là số bước tính toán ha, gọi là million parameter. Nhưng mà nếu bạn làm theo kiểu mà depthwise rồi convolution này á, thì nó sẽ tính khoảng nó tính total đây nó tính khoảng là total multi S chỉ là 52.3 m thôi. Còn này tới 462, bạn thấy cái khối lượng giảm rất kinh khủng. 400 mấy mà giảm xuống còn 52. Mặc dù độ chính xác giảm thì 50% nhưng mà cái số lượng tính toán nó giảm rất nhiều. Ha, như vậy là nó có thể chạy được trên mobile ha.
thì bạn hãy dùng mobile net dành cho cái những cái dạng mà thật ra đây là một cái gợi ý cho các bạn, tức là nếu mà có bất cứ mô hình nào thì bạn đều có thể chuyển thành dạng mobile net bằng cách là bạn đừng cộng volution theo khối mà bạn hãy tách chia plan và volution, sau đó dùng một cái mô một cộng volution. Có nghĩa là đây là một cái gợi ý cho bạn để bạn có thể áp dụng bất cứ mô hình nào mình đang có mà muốn nó chạy trên di động thì hãy chuyển qua theo cách làm của mobile, thì chúng ta sẽ có kết quả nó nhẹ hơn mà nó sẽ chạy trên điện thoại, đúng không? Thầy cho em hỏi nè, Ừ, em hỏi đi. cái việc mà đưa cái mô hình mobile net này lên mobile thầy, thì cái việc cái data trên cho nó như thế nào à? Mà ví dụ như nếu mà trong môi trường mà làm việc ở môi trường on enterprise thì ví dụ như khách hàng khác nhau thì không để người ta có bộ data khác nhau hay sao thầy? À, bạn lưu ý nè, khi mình training á, thì mình vẫn training trên server. Nhưng mình khi mình redict á, thì mình sẽ mang cái model redict mình nhúng vào điện thoại này. Mình có thể chạy trên điện thoại này. Tại vì khi redict á, các bạn lưu ý là khi bạn redict á, thì nó vẫn đi qua cái bước này nha. Có nghĩa là khi bạn, mặc dù bạn train xong rồi, bạn có hết bộ trọng số rồi, đúng không? Bộ trọng số nằm hết trên model rồi. Train ở server nha, train thì cũng train server thôi, chúng không train đâu hết. À, vẫn là trên server. Trên xong server thì nó có một cái model có bộ trọng số theo kèm, tức là nó đã optimize rồi. Thì khi bạn bỏ một bức ảnh vô vô cái model đó thì cái bức ảnh đó nó cũng phải đi qua cái bước này, nhưng mà lúc này nó sẽ convolution và nó nhân theo trọng số mà đã được học, đúng không? Thì nó cũng đi qua bước này, nó cũng ra được cái chỗ này, nó cũng fully connect, nó cũng ra được cái xác suất và nó cũng cho mình biết là cái object là gì. Thì ý thì nói có nghĩa là nếu bạn đi theo cái mô hình này á, thì cái model đó bạn có thể run cái chuyện mà input cái ảnh đưa qua cái model đó, đi qua cái mô hình này, đi qua cái model đó để nó predict ra cái gì là tất cả đều trên điện thoại, nó có thể run được. Còn train thì đương nhiên mà phải train ở đâu, train ở server mà phải tập trung ảnh ở server train chứ không có khái niệm train trên điện thoại ha. Còn cái chuyện mà train online là cái chuyện khác nữa, cái chuyện mà có ảnh nào vô là train ảnh đó thì nó lại có chuyện khác. Nhưng ý thì nói ở đây là tổng thể, có nghĩa là mình collect data xong mình train ở trên server, dù là mobile net hay là một cái mô hình nào đó thì mình đều train trên server. Nhưng khi mình train được một cái bộ gọi là model ở đó, nó có cả triệu trọng số nó đã được học tối ưu nhất trong cái bài toán đó, thì mình mang cái model đó mình nhúng vào mobile. Thì khi mình input một bức ảnh thì một model là gồm hai thông tin nha các bạn, một đôi model gồm hai thông tin, một model nó gồm có framework và nó gồm có tham số. À, tham số là cái trọng số đó. Một photo nó cũng có hai thông tin nha, là framework và trọng số. Thì trọng số là nó đi theo framework, framework chính là cái này, đúng không? Đó, thì như vậy là input mỗi ảnh vô thì nó sẽ đi qua framework này, và mỗi lần đi đâu lấy trọng số đó để nhân, cộng trừ những kia đây để ra này và ra xác suất đây. Thì tất cả trong mobile net thì toàn bộ cái model đó bạn đã nhúng di động và cho nó inference ra. Nhưng đối với những nguồn khác mà bạn đưa cái model đó vào cái điện thoại di động, nó không run được, tại vì cái quá trình tính toán đây nó sẽ trở nên gì bạn, rất complex nha, mà rất là nặng, và có thể là gần như là người ta sẽ rất là khó chịu khi dùng một cái điện thoại mà chạy một cái model, thậm chí là không chạy được luôn đó. Còn train thì tất cả đều train ở server. Thì nếu bạn gặp khách hàng khác nhau á, bạn gặp được hai khách hàng khác nhau, thì nếu mà cùng một bài toán thì dùng một model, còn nếu khác bài toán thì buộc phải train hai model khác nhau. Hay là ý bạn sao? À, có đúng không hay là ý luật sao? Tại vì nãy thầy cũng chưa chưa có rõ ý bạn là về nhiều khách hàng, nhưng mà thầy có vẻ như thầy nghĩ là bạn đang đang thắc mắc cái chuyện là mình đang train trên di động hay là train trên server, đúng không? Đúng rồi. Dạ, cho em hỏi thêm một câu nữa là khi mà lên cái mô đồ ra xong rồi đó, mình interact cái mô đồ đó lên mobile thì mình dùng cái gì để mình interact à? Tại vì thường em học thì em học và em làm cái mô đồ này thì trên Python, mà rõ ràng thì trên Android thì có Java, Kotlin, còn trên iOS thì đã có Swift, thì mình dùng cái gì mình interact nó À, vào? thật ra thì đó, nếu nếu bạn 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 bạn, bạn lấy cái bạn lấy cái mobile net mà viết bằng TensorFlow á, thì bạn có một cái gọi là TensorLine, TensorFlow Line là LTE. Hoặc là cái auto, hoặc là cái auto ML, thì nhớ làm auto gì đó ML. À, gì cái ta auto ML, tức là đây là hai cái tool giúp bạn convert từ
convert một cái model bất kỳ từ Python sang của Python sang dạng gọi là trên mobile, nó gọi là gì ta, nó gọi là chấm BD phải chấm chấm BCK đúng không? Cái file .bck, thầy nhớ cái file đó, cái file mà một cái thiết bị Android nó có thể run được á. Nó có thể input được và nó run được á, BCK không lập. Đó thì hai cái này, thằng TensorFlow Lala này nó có thể chuyển đổi cái mô hình mà Python mà bạn train nó thành một cái mô hình, một thành một cái file phù hợp với iOS, để khi bạn gõ cái file đó, bạn truyền data, truyền input luôn, nó sẽ ra output. Bạn bạn cái này là cái sợ cho các bạn coi, thì nhớ là nó có cái đó. Bạn nhìn thấy màn hình sợ của thầy không ạ? Đó. Nè. Nó có symbol nè, convert, nó có giờ convert, nó convert TensorFlow model into the compressed flash buffer for TensorFlow like converting nè, đó, deploy lên nè, sau đó nó có bộ optimize nữa. Optimize thì nó sẽ làm thao tác là nó chuyển tất cả những cái tính toán 32 bit thành 8 bit, tức là những cái bước mà tính toán 32 bit thành 8 bit. Cái này cũng nguy hiểm nha, cái này nhiều khi nó bị sai đang tính toán 32 bit đẩy xuống 8 bit để nó chạy trên thiết bị thôi, nhưng mà ra nó có những cái bộ convert như vậy đó. Bạn bạn cứ thử ha, bạn cứ thử với cái này thử xem. Example nó có cách này, có C model, nó sẽ có ví dụ model cho bạn ra để apply cho Android và iOS luôn nè, thấy không? Ngoài ra hãy nhớ có một cái auto nữa, auto ML phải, em ta auto ML convert là auto ML S này, thấy không? Có tên mail Android nè, Auto Vision X nè, Auto mail Android, nó có thể convert một cái model sang Android. Nhưng mà thường thì bạn nên dùng TensorFlow Lite, thử dùng nó coi, thử thử xem. Thầy nhớ là trước thầy có làm kiểu bưu vào một mobile net đó, thầy viết bằng thầy thì dùng code TensorFlow của mobile net, xong rồi dùng TensorFlow Lite chuyển thành model, xong rồi nhúng vào thôi, nhúng vào di động iOS thôi, chạy thôi, vẫn chạy được các bạn, vẫn chạy good được, biết được. Ok, thử thôi. Bạn dùng gì, công ty bạn dùng gì có thể cho thầy biết cái tên không? Dạ em ơi. Nãy bạn nói công ty bạn dùng cái gì đó, thầy cũng nhớ nữa. Nhưng mà trước trước Đó. trước đó thì thầy có dùng cái mobile online, còn của bạn có dùng cái đó không thì không biết. Không, product của công ty của em không không phải về AI thầy ơi. Em chỉ hỏi. Đấy thì em về thì em cứ thử đi, em cứ lên cái trang nãy thầy sợ đó, rồi em vô cái phần là sample, nó sẽ có cái model mẫu cho bạn đó, rồi bạn convert sang này, bạn nhúng vào mobile bạn detect thôi. Nếu mà ok được thì bạn mang cái này bạn làm tương tự như vậy, làm thử thử mới biết được hả? Thầy thử rồi, cái đó thầy thử rồi, thầy làm cái dự án piano á, dự án nhận diện nốt nhạc á, phím nhạc, nhấn nhấn nốt nhạc, thầy cũng build một cái model để detect mình đang nhấn phím mấy, tổ hợp phím mấy, combination mấy, thì cái mobile nó vẫn nhận được ha? Mặc dù kết quả không chính xác nhưng mà nó nhận được ha? Nó vẫn detect được một số nốt cơ bản, một số nốt phức tạp thì nó detect sai, lý do là do nó chuyển đổi, nó convert từ 32 bit sang 8 bit, nó bị wrong một số bước, thì mình phải chỉnh lại cái mô hình cho mình nó simple hơn. Nói chung là về cơ bản khi mà đã nhúng cho chạy trên thẳng mobile thì chúng ta phải đánh đổi cái độ chính xác một chút ha. Còn thường thì người ta sử dụng API, RESTful API cái gì đó ha, để người ta liên lạc với server thì nó sẽ chính xác hơn, nhưng mà nó sẽ hơi lâu một chút ha. Real time bằng mobile
thì phải liên lạc với, thì phải chạy trực tiếp trên đó nhưng mà sẽ đội sẽ thấp, còn nếu mà liên lạc với server thì đội sẽ cao hơn nhưng mà bù lại phải chậm chút. Ok rồi, tiếp theo là cái mạng Dancenet ha, chắc hết cái này là xong chưa ta? À, cũng xong rồi, chúng ta có phần thực hành. Dancenet thì nó Dancenet thì nó chỉ giống giống như là cái, nếu bạn nhìn kỹ mô hình này mà thấy khá giống ResNet đúng không? Nó có skip skip time, nó gì cái này gọi là gì? Connection skip đúng không? Nó có nhảy bước như vậy, có nghĩa là ở bước ở giữa này bạn làm gì đó không biết ha, nhưng mà nó sợ là những cái bước convolution ở đây của bạn là không bắt, không những không bắt được đặc trưng mà có thể tạo những cái đặc trưng lỗi hoặc có thể là không có được đặc trưng gì hết ha. Thì nó cộng với cái này vô đây để nó đảm bảo cái feature đây là đầy đủ thông tin cả cái ốc lẫn lẫn mới ha. Cứ như vậy ha, cứ như vậy cộng vô thì chắc chắn là không có khái niệm là nó bị mất thông tin và không có khái niệm là vanish radar ở đây ha. Vanish radar là một khái niệm để chỉ cho biết là cái đặc trưng ở đây nó không còn nhiều, nó biến mất, dẫn đến là quá trình tính toán mất mát nó sẽ không có biết cập nhật bao nhiêu vô những cái tham số này. Tại vì nó khi nó nhận được một cái mất mát mà một cái tính toán mà nó không có cái thông tin gì để tính mất mát hết thì rõ ràng cái đạo hàm của nó sẽ bằng không, mà đạo hàm mà nó bằng không thì nó chẳng có gì để cập nhật tất cả các trọng số này hết à. Thì cái chuyện đó các bạn sẽ học trong cái phần optimize, nó là cái phần mà làm chuyển ngược để cập nhật tham số. Nhưng mà rõ ràng nếu ở đây mà không có gì để học hết thì rõ ràng nó đạo hàm bằng không mà nó chả có gì để cập nhật, thì nó gọi là vanish radar đúng không? Nhưng mà với cách làm như vậy thì không thể nào mà không có gì được đúng không? Ít nhất thì nó có những cái này nối qua, không có gì ở đây thì cũng có cái này đúng không? Không có gì ở đây cũng có cái này, như vậy không có khái niệm ha. Đó là ResNet. Nhưng mà thằng DenseNet thì nó lại đi theo kiểu là chi tiết hơn, có nghĩa là ngoài cái chuyện mà nó skip time một lần, nó có skip hai lần, skip ba lần hoặc skip bốn lần. Như vậy với DenseNet thì gần như là thông tin nó là tổ hợp tốt nhất ở đây, nó cả thông tin trước đó và thông tin trước đó nữa, trước đó nữa, có nghĩa là không có bất cứ một cái thông tin gì bị sót ở đây để bị mất hết, nó nằm hết đây. À, thì tất nhiên với cách làm này nó sẽ làm cho cái feature vector chỗ này lớn, nhưng mà yên tâm chúng ta có convolution 1:1 mà convolution 1:1 chúng ta có thể scale nó về bất cứ lúc nào chúng ta muốn. Tức là sau khi chúng ta combine hết lại, sau khi chúng ta hoàn thành có convolution 1:1 để chúng ta scale về bao nhiêu kích thước, ví dụ combine hết đến ra 1.000, độ sâu là 1.000 đi, chúng ta dùng convolution 1:1 64 nó cũng kéo về 64 thôi. À, cái chuyện này rất là dễ bằng convolution, nhưng mà điều này nó nói cho ta biết một điều là chúng ta không có mất bất cứ thông tin ở đâu hết, thì nghe gọi là dense net ha, dense net gọi là collective knowledge, có nghĩa là những cái gì mà tính được, những cái knowledge gì mà tính được là không bị mất mát ha, gộp hết lại ha, không mất, thì cái này gọi là dense net. Thì cái dense net này nó work khá tốt với nó work khá tốt với rất nhiều cái loại data khác nhau ha. Data kiểu nào cũng tốt, data kiểu ảnh mờ cũng tốt, mà ảnh mờ cũng tốt, mà ảnh rõ cũng tốt, mà đặc trưng nhỏ cũng tốt ha. Nên cái DenseNet này là cái mà cũng cũng hay được sử dụng trong công ty ha, DenseNet ha. Tuy nhiên thì do cái DenseNet này nó làm cái kiểu này á, nó làm kiểu này, cái kiểu như là nó vết cạn ha, nên người ta nên dưới một góc độ đó thì các doanh nghiệp họ họ muốn cái gì đó nó đơn giản hơn ha, chứ nó không có kiểu như vậy ha. Thì như vậy không phải là không phải xấu luôn nha các bạn, DenseNet nó có độ chính xác cũng khá tốt á, nhưng mà có vẻ như nó không có cái gì đặc biệt lắm ngoài cái chuyện mà nó còn còn bay hết thông tin ha. Đây đây là cách làm cũng khá là thú vị, nhưng mà sau khi phân tích đi lại thì ResNet vẫn là ổn nhất, còn cách làm này nó mang cái kiểu như vết cạn ha. Nhiều khi nó lại dư thừa các bạn, có nhiều người ta nghĩ là cái ResNet với cái DenseNet này nhiều khi kết quả nó không khác nhau, tại vì bạn cộng từ đây qua đây thì nó cũng đâu có giải quyết được cái gì đâu ha. Đặc trưng ở đây nó chỉ double lên hoặc là nhân 3 nhân 4 lên thôi, sau đó là nó lại lấy mắt nó lại biến mất thôi ha. Nói chung là làm cái này nó vẫn đơn giản hơn mà nó cũng kiếm được thông tin hơn làm cái này, làm cái này cũng được nhưng mà nó dư thừa, hiểu không? Nó dư thừa, giống như thông tin bị lặp lại ha, sẽ có những đặc trưng mà lặp lại tới mấy lần các bạn, một lần, hai lần, ba lần, bốn lần ha. Đồng ý là nó sẽ có những bước pooling, bước gì đó để nó giảm, để nó remove đi, nhưng mà nó lại dư đây ha, không cần thiết. Những cái đèn led như một đó người ta cũng không đánh giá cao nó vì nó không có một cái innovation gì hết ha. Nó chỉ dạng giống kiểu là combine thôi. Nhưng mà thấy cái đèn led nó hoạt động theo kiểu là cứ một cái đèn block là nó sẽ làm như vậy, một cái đèn block thì nó sẽ làm gần như là gộp hết tất cả lại ha. Đó. Rồi cái transition layer
Trên CNN là cái layer chuyển mà không có dùng đen ha, còn cái dense net là cái lock đó nó sẽ dùng một cái kiểu giống như trên ha, là nó giữ hết tất cả lại. Thì thầy cũng nói chung là thầy cũng biết về dense net mà nhưng mà ít dùng dense net ha. Dense net một cái là cái computation của nó khá lớn ha, tại vì gần như là nó sẽ cộng hết lại ha, cộng hết lại cái đặc trưng đó, cái tất cả những cái bước trước đó ha. Nó làm cho cái thời gian hơi lâu một chút. Thì để so sánh giữa các mô hình deep learning mà truyền thống á, thì chúng ta thấy là cái số lượng tính toán của thằng VG nó nhiều hơn, nhưng mà nó nhiều hơn đúng không? Thằng ResNet thì khối lượng tính toán nó ít hơn. À, khối lượng tính toán ít hơn. Nhưng mà độ chính xác của ResNet vẫn là tốt, mà thấy ResNet nó khác, nó tốt hơn của VG đúng không? Tốt hơn VG, ResNet là 152 là tốt hơn VG. Thằng VG 16 19 á, thằng 19 nó tính toán nhiều hơn, thằng 16 hai này gần ngang nhau ha. À, 19 nó nhích lên một chút thôi, đúng không? Mà tùy ứng dụng à. Nhưng mà ResNet thì nó vẫn cao hơn về cái accuracy. Còn accuracy mà tốt nhất vẫn là Inception V4 ha, Inception version 4 thì bạn có thể tham khảo thêm Inception version 4 coi khác gì so với Inception thông thường ha. Thì chỉ hướng dẫn các bạn cái khóa này của thầy mong muốn là đưa cho các bạn tất cả những cái đoạn về deep learning hình ảnh âm thanh, còn để đi sâu vào V mấy, V1, V2, V4 thì các bạn phải đọc thêm, tại vì mình không thể nào mình cứ ngồi mình học từng cái V đúng không? À, các bạn học thêm và mình hiểu cái inception gốc rồi thì mình sẽ đọc thêm để hiểu cái V4 nó thay đổi cái gì ha. Thật ra nó thay đổi không nhiều các bạn à, không nhiều đó. Thì đó thì cái là thấy là cái inception nó sẽ đo độ chính xác tốt hơn ResNet, nói chung là nó là top 1 á, nhưng mà người ta vẫn không thích dùng inception, bởi vì cái inception nó complex quá đúng không, complex quá à, nó phải có mô hình chạy song song, tại vì bạn hồi nãy thầy nói nó phải song song còn version 1.1 rồi 3.3 rồi 5.5 rồi cả Boolean nữa à, những cái tính toán song song nó từng bước vậy người ta không thích à, người ta thích như vậy. Quy chung là ResNet là lựa chọn số 1, sau đó thì có thể nghĩ đến VG à, và cả hai này nếu mà chưa giải quyết được thì chúng ta phải tạm chấp nhận dùng inception, dù inception nó là complex hơn đúng không, complex hơn. Thì cái vòng tròn càng to có nghĩa là cái số lượng vòng tròn càng to có nghĩa là số lượng tham số càng nhiều ha các bạn. Bên đây là số lượng tính toán, bên đây là độ chính xác, còn cái vòng tròn nó thể hiện gì các bạn? Cái số lượng tham số mà nó cần phải tối ưu. Thì cái số lượng tham số cần phải tối ưu của cái hàng VG là khá bự ha. Khá bự. Của ResNet thì nhỏ, của này Inception 4 nhỏ hơn ha. Ok, đó thì đó là những cái tính từ 2017 thì cũng không có nổi xa lắm. Từ 2017 cho đến 2020 thì nó cũng phát sinh ra một số mạng khác, nhưng mà những cái mạng khác thì những cái mạng đó nó mang tính chuyên biệt hơn chứ nó không mang tính rộng khắp. Có nghĩa là sẽ có những cái mạng khác mà nó chuyên biệt hơn, ví dụ như là deepfake, chuyên nhận diện deepfake đúng không? Đó, rồi một cái số cái deep gì đó nó chuyên nhận diện một cái specific gì đó, nó không mang tính tổng thể deep healthcare chẳng hạn, deep AI healthcare chẳng hạn, về 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 y khoa chẳng hạn đó. Thì những cái đó nó mang tính chuyên biệt ha, còn những cái này vẫn là những cái tổng thể mà các doanh nghiệp vẫn hướng đến để giải một bài toán tổng thể ha. Ok đó thì đây là cái phần bài này ha. Bữa sau chúng ta sẽ học về hai thuật toán detect object mà nó detect object khá tốt, đó là thuật toán YOLO và mass ascent ha, bên cạnh những thuật toán khác efficient chẳng hạn ha. Lưu ý là những cái này mới chỉ là bước chỉ đặc trưng thôi nha các bạn. Những cái này mới chỉ là những cái gợi ý những bản chỉ đặc trưng tốt thôi. À, gợi ý đặc trưng thôi. Còn từ cái chỉ đặc trưng này cộng thêm một cái neural network để nội suy ra cái gì đó, thì nguyên cái đó gọi là một cái quy trình để detect object hay để classify object. Thì cái đó mình sẽ có những cái quy trình cụ thể tốt hơn nữa ở cái bài mà YOLO hoặc là cái machine. Còn cái này là sẽ cái gợi ý về chỉ đặc trưng, có nghe bạn đưa bức ảnh vô bạn dùng inception bạn sẽ ra được cái đặc trưng. Đưa bức ảnh vô bạn dùng VG bạn sẽ ra đặc trưng ha, còn đặc trưng đó bạn bỏ vô neural network thì bạn sẽ classify được, nhưng mà đó là cách làm khá là cổ điển. Bữa tới mình sẽ học những cách làm nó chuyên nghiệp hơn, ví dụ như YOLO hoặc là machine ha. Tất nhiên họ cũng dùng cái này nhưng mà họ sẽ dùng cách chuyên nghiệp hơn để ra được object tốt hơn ha, để ra object tốt hơn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua phần thực hành ha. Thực hành thì thầy sẽ đi qua cái phần mà code ha, còn các bạn sẽ các bạn có lên lấy code và tự chạy lại ha, tự run lại. Còn ở đây mình không có thời gian thì thầy sẽ đi review qua cái code một chút ha, để các bạn nhìn qua.
để các bạn hiểu được cái code, trong lúc mình thực hành lại mình không có gặp vấn đề gì về hiểu code ha. OK, thì mình có bữa trước mình đi cái bài Chain Folding 1 rồi đúng không? Mình thử bài số 2 ha. Giờ này chút. Đây, bài số 2 cũng in mainnet đây ha. Thì ở đây chúng ta thấy là chúng ta có cái bỏ qua cái này ha, cái này biết rồi, cái này là map với data. Thì chúng ta có cái Keras, nó có một cái bộ là ResNet 50. Thì chúng ta import ResNet 50 là chúng ta import một cái cấu trúc các bạn, import một cái trúc là gồm có 50 tầng á, 50 layer á. ResNet 50 là chúng ta có 50 layer nối tiếp nhau. À, bởi vì ResNet nó có khả năng nó giữ được information rất tốt, nên dù là 50 hay là 150 nó đều làm tốt hết. À, cái ResNet mà cao cao nhất thì giờ ta có thể dùng là 152 ha. Thì bạn có thể inbox ResNet 152 cũng được, nhưng mà trend hơi lâu, thì dùng ResNet 50 cho nó nhanh. À, rồi ok, thì chúng ta sẽ lấy cái model là cái ResNet 50 và chúng ta sẽ mang toàn bộ cái trọng số mà người ta đã train ResNet 50 trên cái bộ gì các bạn, in mainnet đúng không? Khi bạn run này thì nó sẽ lấy toàn bộ cái kiến trúc là kiến trúc 50 và lấy toàn bộ cái quay là cái trọng số mà nó được train trên cái tập gì các bạn, trên tập gì mainnet. Như vậy là cái model này nó sẽ chứa hai phần, mà lưu ý nha, trong model nó sẽ chứa luôn luôn chứa hai phần là phần kiến trúc và phần trọng số, đúng không? Kiến trúc chính là từng bước, bước 1 convolution gì, bước 2 convolution gì, bước 3 convolution gì, booling gì, nó là một cái kiến trúc summary, và mỗi bước đó cần bao nhiêu trọng số, cần những trọng số gì để nhân để ra kết quả đó. Thì model nó chứa hai thông tin là các bước làm, các bước nhân và các trọng số theo từng bước đó. À, model chứa hai thông tin đó. À, đó thì khi bạn lưu model thông thường nó sẽ lưu cả hai thông tin đó. Thì ở đây chúng ta sẽ download cả thông tin quay là trọng số và cả thông là cả dùng cả mô hình ResNet 50 luôn, làm kiến trúc nó luôn. À, model này chứa cả hai. Rồi, thì ở đây thầy có một cái thư mục là sẽ có một cái file tên là test in may.zip. Thì cái test in may.zip này là cái file chứa tất cả những hình ảnh mà thầy download trên mạng chẳng hạn. Ví dụ đi, mình test thử ha. Thì mình chạy cái code này chẳng qua là nó giải nén thôi, nó giải nén thôi, code này giải nén. Thì sau khi giải nén xong mình sẽ có là code là mình sẽ kiểm tra coi là giải nén thành công chưa và có những cái file gì trong đó. Thì mình thấy là sau khi giải nén xong mình sẽ có rất nhiều hình ảnh. Thì những hình ảnh này thầy đăng trên mạng thôi, đăng ngẫu nhiên trên mạng thôi, thầy search trên Google hay đăng mạng. Thầy muốn chứng tỏ là cái ResNet mà nó train lên tập in mainnet thì nó vẫn work rất là tốt với những cái test bất kỳ. Bởi vì cái tập in mainnet của bạn là detect tất cả mọi con vật, detect tất cả mọi cái object, ví dụ cái ly, cái chén, cái gì đó, detect hết. Con vật nào cũng detect hết thì mình hoàn toàn có thể mang nó về, mình mang bộ trọng số về, mình mang mọi thứ về để mình test những cái ảnh mà mình có thể đau bất kỳ ở đâu đó ha. Đó, ở đây những cái ảnh bạn đã đau thêm bất kỳ ảnh nào. Thì như vậy là chúng ta thấy là ở đây chúng ta có một cái dòng for, một cái vòng lặp. Vòng lặp này của chúng ta là chúng ta sẽ đi qua từng file ha, từng file trong trong danh sách file mà chúng ta mới giải nén. Thì chúng ta load image nó vào một cái bin tên là image. Ha, và chúng ta chuyển nó thành array, thành một cái mảng. Ha, tại vì thực ra thì một bức ảnh nó là những con số thôi, chuyển thành mảng. Thì trước khi chúng ta sẽ gọi cái lệnh là reset input. Reset input chính là một cái lệnh mà để chuẩn hóa cái ảnh này về đúng cái kích thước của ResNet 50. Các bạn còn nhớ là cái ảnh đầu vào của ResNet là bao nhiêu không ạ? Hình như là 224 đúng không? Đó, thì cái lệnh reset input này nó sẽ scale cái bức ảnh này về đúng cái input của một cái ResNet 50.
cái process input này là cái từ Keras chưa? Thì import từ Keras ở trên đó ha, bạn quay lại trên bạn thấy ngay cái đầu tiên đó, đây cái process input đây, và cả có cả các có cả cái decode prediction luôn. Đây là những cái nằm trong cái REST 50 có sẵn ha. Đó. Thì nó sẽ nén cái bức ảnh chúng ta về cái đúng kích thước mà để bỏ vào REST nén. Thì sau khi mà nén bức ảnh kích thước và đúng REST nén là cái int này đúng kích thước rồi, thì chúng ta sẽ gọi cái model.predict thôi. Đó. Thì chúng ta sẽ có được kết quả predict. Thì có kết quả predict xong á, chúng ta bạn lưu ý là cái thằng REST 50 nó sẽ predict ra danh sách tất cả những cái xác suất có khả năng là object đó. Thì chúng ta muốn lấy cái xác suất thứ mấy á, thì chúng ta sẽ dùng cái lệnh là gì các bạn, là decode prediction và ghi top 3, có nghĩa là ba xác suất cần nhất, ba xác suất lớn nhất ha, ba xác suất lớn nhất. Thì chúng ta chạy thử ra, đây là ví dụ để chúng ta thử coi là cái RedNet mà để train cái ImageNet nó tốt cỡ nào ha. Chúng ta thấy là bức ảnh đầu tiên là hình con voi đúng không, hình con voi ha. Thì chúng ta thấy là RedNet 50 á, đó hình con voi bạn thấy nó không được rõ lắm, cái biên nó mờ đúng không, mờ hả, nó mờ ha, biên nó không được rõ lắm, nhưng mà nó vẫn detect con voi. Ở đây thì detect ra đúng là cái African elephant luôn ha, ra 0.7 luôn. Xác suất thấp thứ hai là Tusker Indian elephant đó, nó detect khá tốt. Điều đó tôi nghĩ là RedNet là một cái network mà khá là tin cậy trong RedNet đó. Rồi có những cái chỗ này có những cái cỏ nè, cái cỏ nó mờ mờ nè ha, nó ảnh hưởng đến con sư tử, mà cái RedNet nó vẫn nhìn ra rất là tốt con sư tử ha, bởi vì nó có cái thức mà hiểu cơ chế của nó rồi ha, nó không bị misinformation khi mà bạn convolution, thì nó vẫn detect được lion rất tốt và độ chính xác rất cao luôn ha. Thấy ở đây thì đưa con chim vô, con chim thì rất là rõ, con chim này bản thân thằng là VG cũng hết detect được ha, hummingbird ha, nhưng mà RedNet detect được ok. Con chim thì không có gì đó. Đó, kiểu như con công này nó bị đánh detect peacock rất tốt luôn. Con gấu thì là Raichan Panda. À, con bò này thì nó detect là Ibizen Hound, không phải là con bò, nó là bạn search này nhìn đây không phải con bò, đây là con gì á. À, thì riêng con bò này bị detect sai, tại vì bạn thấy độ chính xác nó là 455.0.4, nghe nó không có sure, thì có khả năng là con bò này do có rất nhiều đường vân bên đây và nó học một con bò khác mà nó detect con bò này. Con bò này rất là đặc biệt. Thì nó detect ra cái con gì đây? À, bạn sợ con này không? Cái này thay nghĩ không phải con bò. À, thì độ chính xác nè, thì nhìn cái 0.4 này biết là cái nó không có sure lắm. Nó mất sure khi mà độ chính xác của nó khoảng 0.8, khoảng 9. À, còn 0.4 ấy, chắc chắn là nó sẽ detect sai, đúng không? Ngenguru nè, 0.8 nè. Thì Wallace có thể là con đúng nè, Wallace có thể là đúng là con này. À, 0.8 nè, thấy không? Laptop à, nên tới gần notebook, cái này cũng không mấy sure lắm, không mấy sure lắm, bởi vì nó thấy cái tháp ở đây nè, nó dễ bị phân vân đây không phải là cái tháp hay là cái máy tính ha. Thì nó vẫn ra quyết định cuối cùng là 5.6 là cái máy tính ha, 0.43 là laptop đúng không ha. Có nghĩa là nó vẫn nhìn được cái thật ra thầy nghĩ là cái này nếu mà dùng VG thì nó ra ngay là cái laptop rồi, chính xác rất là cao ha. Nhưng thằng RedNet thì nó lại care cái tháp nhiều hơn. Thằng RedNet nó nhìn kỹ lắm, nó nhìn cái thằng này, còn VG nó nhìn cái này, à, tổng thể này. Thầy nghĩ cái này VG nó sẽ ra laptop độ chính xác cao hơn. Bạn thấy thằng RedNet không? Nó cái thông tin cạnh biên này rất là mờ, nó bị ánh sáng này che gần hết luôn. Ánh sáng này gần như che hết tất cả cạnh biên luôn. À, mắt người vẫn nhìn được tại quen rồi. À, nhưng mà RedNet nó vẫn capture được tốt, tại vì nó không bị misinformation thông qua bức convolution. À, nó có cơ chế là residual adding ha, adding nên nó vẫn detect được projector với 0.75 luôn ha. Cái chai này vẫn detect được là cái chai ha, water bottle ha, độ chính xác không cao lắm nhưng mà nó vẫn nhìn được cái chai, bởi vì lý do là nó không được học cái chai không độ mà nó chỉ học được cái chai bình thường thôi, nên cái chai không độ nó hơi bị lưỡng lự ha, không biết phải là cái chai hay là một cái lá hay cái gì đó ha, nó bị lực. Chắc chắn nó không học không độ đâu, mà do thầy ấp cái không độ lên thôi, nó đâu được học không độ đâu. À, chỗ này nó detect ra được cả cái cắt thông ha, nó biết đây là cắt thông nhưng mà nó không biết đây là mu, bởi vì nó chưa được học cái th chung mu, mu nó học được cái ảnh khác cơ, không phải ảnh này ha. Đó, đây là ví dụ đầu tiên ha, bạn thấy rằng RedNet nó khá là tốt mà, thầy khuyên các bạn là có thể thử RedNet trước, sau đó thử VG sau.
và Redis nó sẽ chạy nhanh hơn, nó sẽ like hơn. Mình coi ví dụ tiếp theo. Thế up cho các bạn ha, các bạn cứ về thử ha. Số 3. Ví dụ này mình sử dụng Redis 50 luôn, nhưng mà không phải mình test nữa mà mình train ha. Ví dụ này mình sẽ mang cái bộ nó về, xong mình train những bộ dữ liệu của mình. Mình train chứ mình test ha, nãy là mình test, bây giờ mình train luôn, dùng Redis 50 để train. Thì cái ảnh của mình sẽ là cái ảnh mình cần train là cái ảnh Alien và Redator. Có nghĩa là mình cần build một cái mạng neuron mà nó có thể phân biệt được đâu là Redator, đâu là Alien. Không biết các bạn coi phim này chưa ha, coi phim người ngoài hành tinh đó, Alien và Predator, hai con này ha, mình phân biệt hai con này. Mình sử dụng Redis 50 để train đó. Thì bạn giải nén xong thì bạn sẽ có cái thư mục là Alien và Predator may ha. Rồi ở đây thì mình sẽ nhờ cái thư viện là Image Data Generator để nó tạo data cho mình trong quá trình train. Tại vì khi mình train với mình test đó, mình cần một cái công cụ đó nó giúp mình tạo data một cách ngẫu nhiên. Mình cần nó tạo data một cách ngẫu nhiên để mình có thể train và test mang tính gọi là khách quan ha. Đúng không? Khách quan, đúng không? Thì cái bộ này nó sẽ tự động generate data cho bạn, và trong quá trình generate nó sẽ tự động tạo thêm ảnh mới cho bạn bằng cách là nó shear, có nghĩa là cái bức ảnh đang thẳng đứng á, nó cho bức ảnh nghiêng chút. Cho bức ảnh nghiêng qua trái chút, qua phải chút 10 độ thôi. Shear có nghĩa là cho cái bức ảnh nó nghiêng qua trái qua phải 10 độ thôi, và shear ha, bạn search trên mạng cái chữ shearing á, image á, bạn thấy cái ảnh nó nghiêng qua trái qua phải 10 độ ha. Đó. Có nghĩa là cái bộ data generator này nó có rất nhiều công cụ hay, có nghĩa là ngoài cái chuyện mà nó tạo data ngẫu nhiên cho bạn để bạn train, thì nó lập tức nó có thể tạo những cái data theo cái kiểu là transformation, có nghĩa là nghiêng rồi xoay rồi đối xứng, cái kiểu nó tạo rất nhiều data ha. Để đây mình đặt tiêu chí là nghiêng ha. Zoom luôn, zoom 0.2 có nghĩa là bức ảnh nó zoom to lên chút hoặc nó zoom xuống chút ha. Thì cái zoom này là nó sẽ zoom to lên chút ha. Như vậy là trong quá trình nó tạo data nó được phép zoom ảnh. Trong quá trình nó tạo data cho mình train nó được phép shear ảnh. Đó, tức là nó được phép shear ảnh và zoom ảnh trong quá trình nó tạo data. Đó. Và nó được phép lật ảnh luôn, lật ảnh theo chiều ngang ha. Horizon là nó lật qua lật lại ha. Đó. Như vậy mình sẽ đưa một số cái tính chất mà nó được phép làm trong quá trình nó tạo data cho mình. Thì rõ ràng như vậy là mọi thứ nó trở nên gì các bạn, nó trở nên là tự động, automatic, và luôn luôn là data mình nó sẽ được làm mới. Như vậy cái metadata generator hay ở chỗ là nó sẽ có khả năng làm như vậy ha. Nó làm được nhiều thứ như vậy. Cái process input này của chúng ta, cái process input này chúng ta làm cái function để chúng ta yêu cầu là nó phải, tức là cái bức ảnh đầu vào đưa ảnh mà đưa ta đưa vào á, nó share hay làm gì đó, thì bức ảnh nó cần phải được đi qua một cái function tên là reset để làm bức ảnh nó chỉnh hơn, đúng theo cái kích thước của một res 50. Tại res 50 nó cần bức ảnh 224 gì đó mà coi lại ha. Thì cái reset input này nó sẽ chỉnh bức ảnh scale vào đúng cái kích thước đó ha. Sau đó là share hay zoom thì nó tùy, nhưng mà mình đảm bảo đúng kích thước đó. Thì cái data train này á, nó sẽ là một cái công cụ để bạn generate ha. Sau đó bạn sẽ dùng data generator bằng data train và chỉ cho nó thư mục nào luôn. Cái này mới chỉ khai báo thôi. Cái này chưa biết thư mục ảnh ở đâu, đúng không? Cái chữ train data train này nó chưa biết thư mục ảnh ở đâu, nó chỉ khai báo thôi. Là tôi muốn làm những cái này nhưng mà tôi chưa biết ảnh nào. Thì cái chỗ data train này nó ghi là flow from directory, là bạn chỉ vô cái thư mục này, đây là cái đường dẫn thư mục ảnh. Đó, từ đó cái data train này nó sẽ cứ nhìn vào cái thư mục này, nó lấy ảnh ra và nó làm cái này ha. Nó lấy bao nhiêu ảnh các bạn? Mỗi lần nó lấy 32 ảnh. Một website nó là 32. Có nghĩa là nó nhìn vào cái thư mục này, nó lấy đúng 32 ảnh ra và nó ngẫu nhiên, nó share, nó zoom gì đó, tùy nó, hoặc flip gì đó. Để nó đảm bảo luôn luôn là chúng ta có đủ 32 ảnh. 32 ảnh này nó sẽ rất ngẫu nhiên ha. Và size cũng là 224 ha. Như vậy cái train generator này nó sẽ hoạt động liên tục và mỗi lần nó sẽ có 32 ảnh mới, 32 ảnh lấy từ thư mục ra.
và được phép làm những chuyện này ha. Rồi validation chain cũng dạy tương tự như vậy, y hệt luôn, không khác gì hết đúng không? Không khác gì hết. Tập valid và tập chain nó đều có thể ngẫu nhiên nó tạo nhiều thứ ha. Đúng không? Rồi sau đó chúng ta sẽ có một cái convolution base ha, chúng ta sẽ tạo một cái biến convolution base, nó sẽ là một kiến trúc ResNet ha, và nó sẽ include top và cái way include top bằng phone và cái way là ImageNet ha. ImageNet thì có nghĩa là nó sẽ lấy cái kiến trúc cái kiến trúc ResNet ha, cái kiến trúc ResNet và nó tách biệt kiến trúc ResNet này ra khỏi cái phần mà gọi là nó chỉ lấy cái phần kiến trúc trên thôi, nó bỏ cái phần gọi là neural network ở dưới đi ha. Cái phần neural network ở dưới nó không dùng, tại vì cái neural network chúng ta sẽ định nghĩa vậy, nó lấy hoàn toàn cái kiến trúc mà đi từ ảnh đầu vào cho đến ra feature cho đến trải ra được cái vector, và nó không lấy cái phần mà inference, nó không lấy cái phần neural network. Nếu vậy nó include top bằng phone, có nghĩa là lấy phần trước thôi ha, và quay 100. Vậy là cái phần neural network là chúng ta sẽ tự build, còn cái phần này là cái phần mà chúng ta lấy cái phần kiến trúc phía trước thôi. từ lúc input ảnh cho đến lúc ra được cái flatten, có nghĩa là ra được một vector đặc trưng. Còn từ đó mà dùng neural network để nội suy thì nó bỏ phần đó đi, nó chỉ lấy phần trước thôi ha. Như vậy chỗ này convolution base chính là cái phần trước ha, đúng không? Rồi chỗ này convolution base của chúng ta, các layer của nó chúng ta sẽ để trạng thái trainable là phone, có nghĩa là chúng ta sẽ không train mà chúng ta sẽ giữ nguyên cái trọng số quay này. Tuy nhiên nếu bạn muốn quá trình train mà nó train nó cập nhật trọng số thì bạn để chỗ này là true, để true thì nó sẽ trong quá trình train nó sẽ cập nhật hết trọng số của ResNet này ha. Còn để phone thì nó sẽ giữ lại cái bộ trọng số theo cái ResNet này đó, thì bạn về test bạn thay đổi này true ha, để cho nó train, tức là quá trình train nó sẽ cập nhật hết trọng số lại ha. Còn để phone thì nó sẽ là gì, nó sẽ không cập nhật trọng số ha, nó chỉ giữ đúng cái trọng số mà nó đã tự train trên ResNet thôi. Thì chỗ này các bạn về các bạn để true lại thầy ha. Thì nãy thầy nói rồi là cái convolution bay này nó chỉ chứa gì các bạn, nó chỉ chứa cái phần mà từ input ảnh vào cho đến ra được cái vector đặc trưng ha. Rồi cái phần sau nó bỏ cái phần inference bỏ, thì chính vì phần inference bỏ nên chỗ này chúng ta phải tự build, thì chúng ta sẽ cho nó qua một cái raw average pooling. Cái raw average pooling thì chúng ta sẽ học sau ha, nó là một cái hình thức pooling tổng thể ha, trong cái phần optimize. Và sau khi pooling xong thì chúng ta sẽ bỏ vào một cái hàm dense, chúng ta sẽ kéo vào 128, và sau đó chúng ta sẽ qua cái dense về 2. Tại sao 2 các bạn? Tại vì chúng ta có hai cái object mà chúng ta cần classify, đó là predator và alien, đúng không? Predator alien. Còn 128 là chúng ta muốn kéo nó về 128 hidden, 128 hidden node ha. Sau đó chúng ta đẩy về 2. Nói chung là nguyên cái bước inference là chúng ta phải tự định nghĩa, còn cái bước convolution bay này là cái bước mà chúng ta lấy từ ResNet ha. Như vậy thì chúng ta lấy từ ResNet 50 để đây và chúng ta build, tự build cái lớp phía sau ha. Đó. Và sau đó chúng ta có model ha, model chúng ta là model là sự kết hợp của cái chúng ta lấy về và kết hợp với cái neural network chúng ta định nghĩa đây. Rồi chúng ta cũng định nghĩa trước khi chúng ta train, chúng ta sẽ định nghĩa bộ optimize chúng ta là dùng ADAM, dùng hàm ROS entropy và dùng độ chính xác để đo là accuracy. Thì ADAM hoạt động như thế nào, ROS entropy là cái hàm nào, chúng ta sẽ học trong cái bài tiếp theo, là cái bài liên quan đến cái phần mà optimization ha. Mọi thứ nằm trong bài optimization nên thầy đã suy nghĩ có thể là thầy sẽ dạy bài optimization trước cái bài kia optimization để bạn dùng trước ha. Mà ADAM là một hình thức để tối ưu hóa trong quá trình học ha. Và ROS equation là cái hàm mất mát để nó đo cái lượng mất mát và lấy cái tính ngược lại sau cái mất mát thì chúng ta sẽ có độ chính xác ha. Và sau đó chúng ta sẽ gọi cái chỗ này chúng ta sẽ gọi hàm fit ha. Hàm fit là hàm train ha. Hàm train thì các bạn sẽ chuyển cái train generator. Bạn còn nhớ train generator là gì không? Là cái nãy chúng ta tạo batch á, nó ngẫu nhiên nó tạo 32 ảnh từ batch á. Thì nó cứ một batch là 32 ảnh nó bỏ vô cho quá trình train ha. Và chúng ta train số bước cần train cho một inbox ta là 347 chia 32 ha. 347 là số ảnh đúng không? Và 32 là một là số ảnh cho một batch, là tổng số ảnh ha. Chúng ta chia này nó sẽ ra số inbox, số step. Và chúng ta học tất cả nó 3 lần. Ở đây thầy để 3 lần nhưng mà các bạn nên để con số này lên 10 lần, 15 lần, 20 lần ha. Đó. Thì quá trình train này của nó là nó sẽ chạy ha, nó train bình thường. Ở đây bị lỗi bởi vì trong quá trình train thầy stop ha, tại vì thầy thấy nó lâu quá.
đang trend nửa chừng thì thấy lâu quá thì stop ha. Thì các bạn cứ nhấn thì nó trend thôi, bạn chịu khó để một thời gian khi nó trend xong hết thì nó sẽ ra kết quả bạn. Còn này thầy nhấn stop bất thình lình ha thì nó ra báo lỗi này thôi, không có gì hết. Code không có lỗi ha, chỉ do thầy nhấn stop bất thình lình thôi. Thì sau khi trend xong á thì thầy sẽ lưu cái model về một cái thư mục ha, đó là thư model này là H5. Thì thầy có gửi cho bạn model H5 mà thầy đã trend xong á thì bạn có thể mang nó test được, nhưng mà thầy khuyên các bạn á tự setup và tự trend và tự lưu thành model riêng của mình đi, đừng có dùng cái H5 của thầy, dùng H5 của chính các bạn đi, nó sẽ tốt hơn. Tại vì các bạn có thời gian mà, các bạn có thời gian bạn trend tới 15 inbox chẳng hạn, thay vì 23 inbox như thầy ha, thì độ chính xác sẽ tốt hơn. Thì bạn trend xong bạn gọi lần này nó sẽ lưu cho bạn cái kết quả trend ha. Rồi sau đó bạn 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 load kết quả trend lên nó lên ha. Bạn lưu xong bạn load nó lên lại. Thì load lên lại xong rồi bạn sẽ chạy test thôi. Thì chỗ này thầy chạy test nè. Mà sẽ lấy ba ảnh bất kỳ. Đây thầy lấy ba ảnh bất kỳ ra ha, trong cái thư mục alien, hai alien và một predator. Ba ảnh bất kỳ ra. Sau đó thầy test bằng cách là thầy bỏ vô cho nó predict thôi. Đầu tiên trước khi predict bạn phải reset. Tại vì về cơ bản là bạn phải đưa nó đúng về kích thước 224. Đó là cái kích thước mà yêu cầu của reset 50 ha. Và sau đó chọn lấy model chấm predict thôi. Model predict thì bạn thấy kết quả nó ở đây sau kết quả của nó thì thấy cũng khá chính xác. Rồi, xong có kết quả cả. Đó, bạn thấy là cái này là Alien đúng không? Cái này Alien đúng không? Ồ, bạn thấy Rednet không? Hình mà kiểu này mà nó vẫn nhìn ra được Alien ha. Hình con này vẫn nhìn ra được Rednet, nó rất là tốt, nó nhìn được cái đặc trưng mà cái những cái ảnh mà cái đặc trưng nó mờ như vậy nè. Không phải mờ, à đây không phải mờ nữa mà đây là không rõ luôn chứ đừng có nói mờ, tức là không rõ đặc trưng chỗ nào luôn mà Rednet vẫn nhìn ra ha. Vì giấy tờ mình ha. Có nghĩa là nó cái khả năng nhìn của nó khá là tốt Rednet ha. Thằng Rednet thầy đã từng dùng nó rất nhiều trong các ứng dụng AI mà thầy đã làm dự án, thấy khá tốt so với VG. Tuy nhiên cũng một số cái VG nó cũng hoạt động cũng được ha. Ok, thì bài hôm nay ta kết thúc đây ha, các bạn về test thử ha. Nó còn có ví dụ trong 4 nữa các bạn chạy thử. Rồi, bữa sau thầy chắc thầy sẽ dạy optimize trước, thầy cứ dạy cái chương optimize trước để các bạn hiểu hết về mà optimize ha. Sau đó thầy dạy tiếp về object detection. Sau đó ta qua phần xử lý ngôn ngữ tự nhiên ha. Nó cũng khá nhiều mục để học. Rồi các bạn có thắc mắc gì không ạ? À? Khi ta nghỉ, tí nữa thầy sẽ upload cái video lên để các bạn xem lại ha. Ok, chúng ta nghỉ đây ha. Chào thầy ạ. Chào thầy em. Bye bye nha.